Tán Tu Chi Vương tập 205, Công Đức Tông, tập 206, Diệp Gia Huynh muội tập 207, Gạt Bụi Tìm Ngọc, tập 208, Thần Dừa Khóa Sinh Thuyết Minh tại kênh Youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thông Thiên Đại Đế mà không sợ. Người sách muốn khóc mà không có nước mắt, móc cổ hương Thông Thiên Đại Đế để lại ra nhưng cổ thi không nhìn đến. Mắt ánh lên hắc quang nhìn vào mảnh vô thượng tiên binh gã vừa cho vào đạp vào thủ chạc. Tựa hồ nó có thể nhìn xuyên hư không, nhìn mảnh vỡ hàm chứa vô thượng toái hư đại đạo, bất hủ đại đế cũng không sợ cương nha muội lần này bị người hại chết rồi ngụy sách méo sạch lấy ra bất hủ đế mục nhưng bất tử cổ thì tựa hồ không biết trách ta gì hả không ngờ linh lung thiên này lại chết cùng tên gian thương này còn chết trong tay cổ thi linh lung thiên thò tay kéo viên tinh hạch trước ngực ngụy sách vốn do thanh sắc thạch cầu để lại ra lắc lắc nhưng cổ đế thi coi như không thấy a à, nhét ngươi vào bất tử cổ thi cách ngụy sách và linh lung thiên không đầy ba dặm áp lực khiến ngụy sách như đang ở trong nguyên từ sơn không thể phát động động hư bộ pháp gào lên thảm thiết đoạn gã lấy ra hồi sắc cốt quan thu được tại chỗ âm thi tông tàng kinh đến nay vẫn chưa rõ công dụng tựa hồ được dùng chân tiên khí huyết tế luyện có chân tiên khí tức chuyện gì hả chuyện đó ngụy sách và linh lung thiên thậm chí muốn cả tự sát ngụy sách ném hồi sắc cốt quan ra rồi kêu to nhất ngươi và chỉ là kêu bừa không ngờ hồi sắc cốt quan rung lên phát ra khí tức kinh thiên động địa y cổ đế thi đột nhiên dững lại thập phần kinh nghi cảm giác thấy nguy hiểm hắc quang trong mắt lóe lên nhưng không nhìn thấu hồi sắc cốt quan chát một bức ảnh đột nhiên từ hồi sắc cốt quan bắn lên cốt quan lơ lửng trên không phát ra khí tức hơn xa thần huyền đây là chân tiên khí tức hồi sắc cốt quan như một chân tiên đang phục sinh hồi sắc cốt quan biến thành trong veo hình ảnh phía trên cũng là hình quan tài nhưng mỗi đường vân đều hàm chứa đại đạo khôn tả như không chỉ một thần văn ngưng tụ lại keng hình ảnh to không kém hồi sắc cốt quan vừa hóa ra hắc quang trong mắt bất tử cổ thi hóa thành thực chất bắn ra lưỡng đạo hắc sắc thần quang sáng tới hồi sắc đạo đồ lóe lên vô số quang hoa chặn đứng hắc sắc thần quang có thể đánh tan cả tiếp tục ép xuống cổ đế thi từng khe nứt không gian liệt văn không ngừng giấy lên quanh hồi sắc đạo đồ quy năng kinh nhân chút vào hư không linh lung thiên còn đỡ chỉ chén kinh vì hiện tại lại còn cổ thi cõ này vì hồi sắc có quan tự động phát ra uy năng cỡ đó nhưng đối với người sách thì là màn đối quyết khó tưởng tượng nổi đối quyết này hơn xa cảnh giới gã biết hồi sắc đạo đồ trong tích tắc lóe lên không biết bao nhiêu quang hoa cửu tiêu thần lôi thái dương chân hòa thái âm chân hòa mỗi tầng quang hoa đều là nguyên khí cực trí hồi sắc đạo đồ lại có thể dẫn động bao nhiêu loại thiên địa nguyên khí kinh nhân liên tục biến hóa tựa hồ có thể liên tục suy đoán ra nguyên khí uy năng nào đủ áp chế cổ đế thi cách bất tử cổ thi bán ra lưỡng đạo hắc sắc thần quang nhưng đột nhiên tan vỡ thân thể nó lập lờ trên hư không lùi lại hơn nghìn trượng cùng lúc cánh tay nguyên lành còn lại của bất tử cổ thi vung lên liên tục phát ra ba hồi sắc trường hà vô số hồi sắc quang phủ ngưng tụ lại hình thành bảo tháp quang hoa cỡ hai thước sắc lấp lánh như tinh thạch bên trong có vô số hồi sắc quang hoa và hắc sắc thần văn chuyển động a à. bảo tháp quang hoa bắn ra người sách và linh lung thiên đều thấy thân thể và thần hồn cơ hồ bị ép nát cả hai kinh hãi cực độ lùi lại oanh bảo tháp quang hoa chỉ cỡ hai thước dáng và hồi sắc đạo đồ cả hai chững lại trên hư không vô số hắc sắc thần văn từ bảo tháp bắn ra và khắp hình ảnh đây là kiểu đối quyết khôn tả như hai chân tiên giao thủ hồi sắc đạo đồ rung lên như thể sắp nát nhưng quang hoa không ngừng biến hóa đột nhiên tìm ra uy năng khắc chế cổ đế thì nên bừng lên xích kim sắc quang hoa hồi sắc đạo đồ cũng hoàn toàn biến thành xích kim sắc cổ đế thì phát ra hắc sắc thần văn tất cả cháy lên hóa thành làn khói bảo tháp thành cho keng cổ đế thì lại bắn ra hắc sắc thần quang trực tiếp hình thành hai con hắc sắc tiểu long cùng lúc cổ đế thì với tốc độ kinh nhân lùi lại cơ hồ vượt mấy trăm dặm trong tích tắc về đến âm dương phần hồi sắc cốt quan có uy năng này ngụy sách và linh lung thiên tròn mắt có vẻ cổ đế thì không địch nổi nên định trốn xuống âm dương phần nhưng hai làn hắc sắc thần quang bị xích kim sắc đạo đồ đánh tan không để cổ đế thi trốn xuống đất thì xích kim sắc đạo đồ đã ép in cổ đế thi chát một tiếng thu nó vào hôi sắc cốt quan trấn áp được rồi ngụy sách không nén được nước nước bọt phần này chắc là chân tiên pháp bảo do tiền bối đại năng của âm thi tông lấy về để chuyên môn trấn tả linh lung thiên lau mồ hôi lạnh nói chắc là vậy xem ra pháp bảo của huyết linh lão tổ bị hút vào đó ngụy sách gật đầu âm thi tông thiên về âm lệ chi pháp chưa biết chừng sẽ luyện được bất tử chi vật kinh nhân hoặc có đại năng tu luyện vào đường rẽ biến thành âm tà chi vật nào đó vật này rất có khả năng là tiền bối đại năng của âm thi tông tốn cùng đưa về trấn áp tông môn vạn nhất xuất hiện âm tà chi vật có thể hủy diệt âm thi tông thì dùng vật này trấn áp vật này không thể do âm thi tông luyện chế được chắc do tiền bối đại năng phái này lấy được âm thi tông chưa từng có chân tiên cấp tu sĩ không tài nào luyện chế được pháp bảo đủ trấn áp cổ thi lần trước chúng ta lấy được từ hào huyết linh tán trong đó hồi sắc cốt quan chắc chỉ phong ấn chứ không hủy diệt chúng ta chấn áp được cổ đế thi có nên mang theo để khi không địch nổi thì thả ra viên tiên dược đó cũng vi phạm ngụy sách không nén được bảo linh lung thiên keng vừa nói thế thì trong hồi sắc cốt quan đột nhiên phát ra tiếng xung kích thần thiết tiếng xung kích không ngừng vang lên hồi sắc cốt quan rung động kịch liệt biến thành xích kim sắc a à, cổ đế thi định thoát ra linh lung thiên giật mình ta ngụy sách dựng tóc gáy hồi sắc cốt quan gần như có tiếng nứt vỡ đừng nói thu lại cả đến gần thì gã cũng không dám chát gã và linh lung thiên càng nhật nhạt mặt mày vì nắp cốt quan bị đánh nảy lên hôi quang dài ra mười mấy hồi sắc quang phù đánh hụt hủy luôn quán ngửa hai gò đất cách nhìn dặm nắp cốt quan hé ra nhưng lại khép lại không ngừng kêu cách cách từng giải khí tức không ngừng sôi trào cốt quan tựa hồ vỡ ra bất cứ lúc nào không lơ lửng được trên không mà hơi rơi dần xuống âm dương phần người muốn thu thì cứ việc đừng bảo ta linh lung thiên kêu lên thu cái đầu ngươi Người sách nhật nhạt mặt mày thì chuyển động hư bộ pháp gã nhìn thấy lúc cốt quan rơi xuống thì nắp hơi hé ra hắc sắc thần quang bắn ra đồng thời trong cốt quan như có tiếng nứt như thế mà gã còn dám ở lại thì đầu óc có vấn đề đừng đi về phía thiên huyền đại lục không thì toán của chân võ chưa biết chừng cũng khó đối phó linh lung thiên bảo ngụy sách chú ý phương vị minh đức ngụy sách cắm cổ chạy một lúc thấy một đạo đội quang ác lư ở mé trái hình như là minh đức những tu sĩ khác của công đức tông và đăng tiên tông đã bỏ chạy nửa thân dưới của minh đức đã hóa ra nhưng nguyên khí tổn thương khá nặng bị rớt lại lúc nào rồi còn không chạy khỏi thứ quỷ quái đó càng xa càng tốt sao còn đuổi theo minh đức chưa biết chừng nó đến bây giờ linh lung thiên kêu ầm lên vì phát hiện ngụy sách nhắm hướng minh đức mà đuổi phải làm rõ xem sao chúng cứ được kịp chúng ta đã không thì không ổn ngụy sách nghiến răng nghiến lợi y dám lừa ta suýt nữa độ hóa chúng ta còn gọi tới ngần này người bước chúng ta suýt nữa chết ở đây cục tức nào sao nuốt trôi mẹ nó chứ cổ thi đó mà thoát ra thêm một nghìn dặm với bớt một nghìn dặm không khác gì xử lý y đã rồi tính a à, ngụy sách đuổi sát minh đức rất nhanh y nhận ra ngụy sách đang vượt hư không đời theo thì kêu lên hãi hùng trong âm dương phần liên tục có dao động rùng rùng âm khí dung thiên như viễn cổ âm thú đang lan lộn nhưng cổ đế thi không phát ra được. A, à, bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh YouTube gì các phim? Minh Đức dốc sức bỏ chạy, dốc hết toàn lực, nhưng tốc độ không thể so được với động hư bộ pháp liên tục bị rút ngắn khoảng cách, rất nhanh, song phương chỉ cách nhau mấy nghìn trượng. Các người không sợ cổ thi đổi hả? Minh Đức sợ hãi, đột nhiên bắn ra một giải sáng về phía Ngụy Sách và Linh Lung Thiên, bên trong có Phật tạng ôm chữ, uy thế như lưu tinh. Xử lý y đã. Ngụy Sách phát ra đại thừa pháp âm, chấn tan giải sáng rồi phát động động hư bộ pháp vượt qua minh đức đợi y ở đằng trước a à, minh đức giống lên lại phát ra giải sáng nghiến răng lao về phía âm dương phần còn định chạy người sách mặc kệ giải sáng của minh đức phát ra đại thừa pháp âm trên chín tầng trời như có vô số thần phật phát ra chân chú chuyển động pháp luân với tu vi hiện tại của gã phát động địa đại thừa pháp âm với cổ đế thì thì không ra gì nhưng đối phó minh đức thì có thừa a à, minh đức không ngăn được thân thể như bị tia xét vô hình dáng chúng co rút hộc máu Phật Đà bị Linh Lung Thiên chặn trước mặt liền tan biến. Còn định chạy, Minh Đức chúng đại thừa pháp âm, phun máu ổng ộc. Ngụy Sách biết xá lợi công pháp của y đặc biệt, đầu bị nát cũng có thể khôi phục, lục thân thụ thương nặng đến đầu cũng không chết, nên hạ thủ không hề lưu tình. Hai lần chúng đại thừa pháp âm, Minh Đức vẫn định chạy, tiểu tử, chạy nữa đi. Ngụy Sách trợn tròng trắng, lại phát động đại thừa pháp âm. A, à, Minh Đức nứt người, cơ hồ sắp nát xác. Tha cho ta, ta đảm bảo sau này không đối địch với ngươi nữa. Ta nhất thời hồ đồ, Minh Đức không dám chạy, đứng im run rẩy mẹ nó chứ chạy đi sao không chạy tiếp cương nha muội trông coi y y giờ trò gì thì đánh gãy hết xương ngụy sách phát động động hư bộ pháp đưa linh lung thiên và minh đức chạy tiếp gã chạy một hơi mấy vạn dặm ngay cả thấy không ít độn quang của lão bất tử công đức tông và đăng tiên tông cũng mặc cổ đế thì tùy tiện một đòn vượt được mấy trăm dặm thần huyền đại năng như đăng tiên tông tông chủ không địch nổi không cách mấy vạn dặm thì thật sự gã không thấy an toàn đủ rồi chạy liền mấy vạn dặm linh lung thiên thở phào hớn hở vì thoát chết đẳng cấp nó tiếp xúc hơn xa bọn ngụy sách biết rõ trừ phi tu luyện bí pháp đặc biệt không thì dù là chân tiên cấp thần thức cũng không thể quét ngoài vạn dặm hào huống cổ đế thì tối đa chỉ còn lại một nửa thần uy của chân tiên cổ thi tuy có thể phát huy chiến lực nhưng cần âm minh nguyên khí bổ sung không thể rời âm minh cực địa như âm dương phần quá lâu không thể vượt mấy vạn dặm hoàn truy đuổi chân tiên cấp thật quá đáng sợ có thể đánh vào hư không phất tay là chấn tan cự sơn trả trách linh lung thiên e rè hoang tộc như thế hồi tưởng lại cảnh cổ đế thi và công đức tông tông chủ đối kháng đại đạo pháp vực cảnh cổ đế thi và hồi sắc quốc quan thượng cũng có chân tiên uy năng đối kháng ngụy sách dùng mình cả tu đạo giới đã vạn năm không có chân tiên đại năng không ngờ lần này gã chỉ dùng một nhánh minh vương thảo đã dụng ra được thượng cổ bắc mang từ sáu bảy vạn năm trước trận chiến đó không chỉ liên quan đến nhiều cường giả chân tiên cấp thậm chí cả đế thiên cấp thì chiến lược trận đó còn đáng sợ thế nào chả trách mà bắc mang có không ít chân tiên bày ra những cấm chế mà tu sĩ hiện tại không thể tưởng tượng cũng tan biến nếu hoang tộc có đại năng còn sống thì đừng nói đế thiên cấp chỉ cần đế tôn tức là chân tiên thôi cũng đủ lắm rồi. Minh Đức, ngươi cùng chạm đài linh lan bày kế dùng phổ độ thần quang lửa ta, kéo ngần ấy thần huyền đại năng tới, kết quả trực tiếp bị đánh chết một thần huyền đại năng, nhục thân sư tôn ngươi cũng bị đánh nát, dù không chết thì tu vi cũng giảm nhất trọng lưỡng trọng, đang tiên tông tông chủ không biết có chết hay không, ngươi vừa y chưa, hớn hở vì thoát chết, người sách nhìn Minh Đức thoi thóp, giận không để đâu cho hết, giá cứ yên lành hợp tác, sau này ai cũng có lợi, nhưng Minh Đức lại tham lam, còn chơi chiều này, thật sự tự gây nhiệt. Ta, minh đức run người không nói thành tiếng biết điều một tí mau hồi đáp ta để ngươi thống khoái không thì ngươi biết rồi đấy ngụy sách hầm hừ tha cho ta sau này ta sẽ cùng ngươi hợp tác khi ta làm công đức tông tông chủ chúng ta liên thủ thu lợi minh đức kêu lên thôi vậy ngụy sách mặt mũi lạnh tanh liếc minh đức ngươi không còn chữ tín với ta cũng không có tư cách mặc cả sao các ngươi đuổi theo được ta ngụy sách hỏi trực tiếp nói mau thấy minh đức không nói ngụy sách quát trạm đài linh lan có bí thuật cảm ứng được khí tức động hư để lại Ngươi thì chuyển động hư bộ pháp lưu lại khí tức sẽ bị y tìm được minh đức biết ngụy sách không dọa xuông nên run người sám ngất mặt mày nói tức là nếu ta không dùng động hư bộ pháp các người không đổi được ngụy sách và linh lung thiên nhìn nhau cả hai không ngờ đối phương có cách truy tung này nhưng nếu không dùng động hư bộ pháp thì không thể thoát được liên hoa kim ngư truy kích minh đức hơi ngần ngừ ngụy sách nhận ra ngay ngươi còn gì giấu nữa thì nói nốt đi gã liếc minh đức nếu ta vui vẻ chưa biết chừng sẽ thang ngươi thật hả minh đức sáng mắt xem biểu hiện của ngươi đã nói đi ngụy sách dục cả tùy tâm ảo hóa quyết mà ta truyền cho nếu sử dụng thì ta biết một môn thuật pháp phá giải có thể cảm ứng ra trong mấy vạn rằng minh đức do dự một chốc rồi nói cái gì ngụy sách kêu lên công đức tông còn ai biết phá giải thuật pháp này không vốn không có nhưng trên đường đổi theo ta đã giao cho sư tôn minh đức nói ngã ngụy sách suýt không nén được giết luôn minh đức tùy tâm ảo hóa quyết là bí pháp ẩn tàng cả lão bất tử kim đơn tứ trọng ngũ trọng không nhìn ra kết quả vẫn có cách phá giải và cảm ứng thuật pháp này về sau không nên động dụng nữa thuật pháp tuyệt đỉnh đột nhiên thành vô dụng. Trạm Đài Linh Lan có bí thuật cảm ứng được của khí tức động hư bộ pháp để lại, Ngụy Sách lại hỏi, không biết, y chỉ truyền cho Thanh lang ứng, người khác không biết, Minh Đức run lên. Thanh lang ứng là ai? Thân Huyền Đại năng bị cổ đế thì giết là Độ Tinh Tông tông chủ ở Tịch Hàn Đại Lục, có giao tình với Đăng Tiên Tông tông chủ, phi tinh độn pháp của y tốc độ còn trên liên hoa kim ngư, nên Trạm Đài Linh Lan truyền cho y để đề phòng ngươi thoát. Thế mà không biết, không biết gì mà đòi làm công đức tông chân truyền đại đệ tử, Ngụy Sách bực mình, ngận thị úc muộn, Trạm đài linh lan chạy rồi y lại biết bí thuật cảm ứng được khí tức động hương bộ pháp tạo cho gã cảm giác như thuật pháp của hoàng tộc chuyên môn nhằm vào linh tộc không chú y thì như mắc khúc xương trong cổ không thể thoải mái ta minh đức không biết nên nói gì người gặp chạm đài linh lan ở đâu la lịch y thế nào linh lung thiên hỏi hoàng tộc luôn là việc nó quan tâm nhất ta gặp chạm đài linh lan tại đạo huyền điện y tự hồ đi tìm điển tịch lợi dụng uy năng của thiên khung của vân giới tông năm xưa sau khi đấu một trận với ta nghe ta bảo thứ đó do cùng đức tông lấy được y mới đề nghị hợp tác đưa ra một đoạn kinh văn sư tôn đọc xong thì quyết định cùng y hợp tác lai lịch của y thì bọn ta không biết chỉ biết truyền thừa của y thập phần lợi hại qua các ngươi mới biết là truyền nhân của hư không đạo nhân minh đức nói xem ra ngươi không biết trả trách không thành nổi công đức tông chân truyền đại đệ tử linh lung thiên khinh thị minh đức không biết tin mà nó cần các ngươi đã thương lượng với mấy tông môn thiên huyền đại lục khi trước tô thần huyết và vương vô nhất liên thủ phục kích đăng tiên tông tông chủ kết quả thế nào ghi hết công pháp và thuật pháp ra cho ta ngụy sách dừng lại không ngừng bức hỏi. Bọn ta đã hẹn với chân võ và thiên kiếm tông, chân võ tông chủ sẽ tới. Tô thần huyết và vương vô nhất trọng thương đăng tiên tông tông chủ, nhưng đăng tiên tông tông chủ đào thoát, sư tôn ta lần trước vội đến gặp đăng tiên tông tông chủ là để trợ giúp liệu thương. Huyền phong môn không đến, chỉ có một thần huyền đại năng là chân võ tông chủ. Đúng, huyền phong môn cho rằng bốn thần huyền đại năng đủ rồi nên cung cấp một món pháp khí lợi hại. Pháp khí gì? Thật ra là pháp khí gì thì ta không biết trừ chân võ tông chủ ra thì còn bao nhiêu lão bất tử hiện tại bố trí tại đâu ở cạnh hoàng long bộc tổng cộng hơn 20 người gian thương ngươi định đối phó đồng hương ở thiên huyền đại lục linh lung thiên truyền âm hỏi theo kinh nghiệm của nó hiện tại người sách hỏi kỹ thế về chân võ thì tất đã định đối phó những người ở quê cũ vượt nhìn dặm đến đương nhiên phải chiêu đãi ngụy sách không phủ nhận truyền âm cho linh lung thiên các ngươi có cách liên lạc với họ họ có biết tình hình ở đây ngụy sách bức hỏi minh đức vốn có thể qua pháp khí của sư tôn truyền tin nhưng giờ minh đức không dám khẳng định sư tôn ngươi nhục thân bị hủy có bí thuật gì khôi phục nhanh không ngụy sách nhãn quang lóe lên hỏi tiếp ta chưa nhận được hết truyền thừa nên không biết ngươi không muốn sống nữa ngụy sách hử lạnh đột nhiên hỏi muốn minh đức gật đầu ai không muốn sống trừ phi là kẻ ngốc ta cho ngươi cơ hội ghi hết công pháp cùng thuật pháp ra ngụy sách đưa ký sự thanh phủ cho minh đức bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim minh đức do dự một chốc biết không thể mặc cả nên nghiến răng ghi hết công pháp cùng thuật pháp vào ký sự thanh phù. Chát, Minh Đức đưa ký sự thanh phù cho Ngụy Sách, hàm ý đã ghi xong, Ngụy Sách dốc chân nguyên ép cho Trần nguyên của y không thể lưu truyền đoạn liên tục vung tay, mười mấy làn thanh lục sắc diễm quang bắn vào thể nội y. Chuyện đó, Minh Đức nhật nhạt mặt mày, cảm giác được trong nhiều khiếu vị có thêm khí tức âm lãnh cực độ, nhưng không thể chuẩn xác cảm chi được, rõ ràng bị Ngụy Sách hạ âm lệ cấm chế. Yên tâm đi, là thập quỷ thôi hồn cấm, cấm chế thô thiển của âm thi tông mà thôi, sau 10 canh giờ sẽ tự động tiêu tan. Ngươi sách mặt mũi lạnh tanh ngang thành kinh văn đạo thuật pháp này cho Minh Đức nhìn rõ, trong 10 canh giờ này ngươi chịu nghe lời thì ta sẽ tha mạng. Ngươi! Minh Đức càng nhợt nhạt, cấm chế thô thiển cái gì mà theo kinh văn cần ít nhất tu sĩ kim đơn ngũ trọng trở lên mới có thể thi triển, tuy đích xác 10 canh giờ sau sẽ tiêu tan nhưng trong thời gian này, chỉ cần người thi cấm động tâm niệm là kích phát được, kẻ chúng sẽ hóa thành một bãi nước xanh. Cấm chế này là đỉnh cấp cấm chế của âm thi tông, khẳng định tu sĩ thông thường không học nổi. Tiếc là âm thi tông không bằng công đức tông, không có cấm chế lâu dài không thì lần trước đã hạ một đạo cho ngươi đâu đến nỗi như bây giờ ngụy sách tựa hồ đồng tình đói thế trong 10 canh giờ sẽ nghe ngươi sau đó người tha cho ta minh đức du lên hỏi ta xưa nay rất có chữ tín ngụy sách mặt mũi lạnh tanh nhìn minh đức đồng thời tra xét thuật pháp y ghi trong ký sự thanh phù ngươi cần ta làm gì minh đức hỏi quay lại âm dương phần xem cổ đế thì thế nào lấy chút khí tức ở đó cho ta ngụy sách thản nhiên cái gì minh đức kêu lên sợ cái gì cổ đế thi bị một món pháp bảo của ta phong ấn dù thoát được thì ngươi chưa chắc đã chết và đó vẫn hơn hóa thành bãi nước ngụy sách kinh miệt lướt minh đức sắp thành công đức tông chân truyền đại đệ tử mà chút gan dạ cũng không có gan cái đầu ngươi thân huyền đại năng còn bị giết còn phải cắm cổ bỏ chạy không phải ngươi cũng mới chạy như chuột hả? minh đức thật muốn nói thế nhưng đối diện ngụy sách y không tài nào nói ra được chỉ sám ngoét mặt mày hỏi bác ta làm việc đó xong ngươi sẽ tha cho ta giúp thêm việc nữa rồi ta tha ngươi ngụy sách lướt minh đức còn làm gì nữa Minh Đức hỏi ngay. Lúc cần ngươi sẽ biết, đừng lắm lời, ngụy sách hầm hừ, cứ sống sót khỏi âm dương phần đã. Minh Đức không nói lên lời. Gian thương, ngươi định xem tình hình của cổ đế thi, thuận tiện dùng thiên hải thần lan kính quan sát bọn đăng tiên tông tông chủ, linh lung thiên đoán ra, truyền âm hỏi. Không sai, ngụy sách truyền âm cho linh lung thiên, ta và cha hứa thiên ảo, chân võ tông chủ, đã giao thủ rồi, tu vi của y tối đa không hơn thần huyền cảnh lưỡng trọng, bằng hai chúng ta có thể đối phó được, bất quá bọn đăng tiên tông tông chủ mà không sao, vạn nhất cùng tới hai thần huyền đại năng trở lên thì chúng ta bại chắc với thần diệu của kính này thì tiện thể xem luôn tình hình công đức tông tông chủ tùy ngươi linh lung thiên truyền âm đoạn im lặng đi thôi ngụy sách không nhiều lời thì chuyển động hư bộ pháp vòng về âm dương phần mau liệu thương nhỡ may gặp cổ đế thi thì còn khả năng sống sót vừa lướt về ngụy sách vừa lấy ra cao giai liệu thương đơn dược và linh dược bổ sung chân nguyên ném cho y liệu thương minh đức muốn khóc mà không có nước mắt người nào không biết thấy ngụy sách như thế tất cho rằng gã rất tốt với y cả hai là hào bằng hữu cách âm dương phần một vạn sáu bảy nghìn dặm ngụy sách cẩn thận dừng lại được rồi cẩn thận nhé ngụy sách gật đầu với minh đức ra hiệu tiếp theo là việc của y minh đức suýt phát khóc nhưng bó tay vừa thầm rùa mười tám đời ngụy sách vừa mặt mày xanh lét đi về phía âm dương phần độ tốc nhanh lắm lúc y vừa lướt về phía âm dương phần thì sau lưng vang lên tiếng ngụy sách suýt nữa khiến y học máu tiếp theo sẽ bảo y đưa đến chỗ đồng hương thiên huyền đại lục mai phục người không định tha y thấy minh đức độn quang sắp quất tầm mắt linh lung thiên hỏi nói thật nếu cổ đế thi yếu bị phong ấn trong cốt quan y lại cắm cốt quan đến chỗ toán của chân võ thì ta có thể tha cho y ngụy sách cười hắc hắc còn bảo y mang cốt quan ra linh lung thiên tròn mắt ta nghĩ thế nhưng không biết có được không ngụy sách cười hắc hắc đồng thời ngừng đọc ký sự thanh phù tỏ vẻ tiếc rẻ tiếc là y còn chưa được công đức tông chân chính truyền thừa công pháp cùng thuật pháp của y không hữu dụng lắm linh lung thiên tắt tiếng về rồi xem ra cổ đế thi không thoát chốc sau ngụy sách sáng mắt từ phía âm dương phần xuất hiện luận quang chính thị minh đức thế nào tình hình âm dương phần thế nào không phải ngươi chỉ đến âm dương phần rồi quay lại tùy tiện lấy chút khí tức rồi về chứ minh đức quay về ngụy sách lại nói minh đức suýt thổ huyết chật vật hít hai hơi mới nhăn nhó dùng chân nguyên bao lấy khí tức đưa cho ngụy sách ta đích xác đến âm dương phần đáy âm dương phần vẫn dấy lên uy năng cổ đế thi tựa hồ đang giao chiến với vật gì đó còn đấu với hôi sắc cốt quan ngụy sách dùng mình vung tay lấy thiên hải thần lan kính giành được từ hoàng phủ tuyệt luân và vũ hoàng chân nhân ra Cân nguyên dồn vào kích phát thiên hải thần lan kính thì cho khí tức mà minh đức mang về vào thiên hải thần lan kính rực quang hoa hình thành vô số hình ảnh trùng trùng điệp điệp còn đang chạy các lão bất tử này càng già càng sợ chết ngụy sách và linh lung thiên tát tiếng vì trong hình ảnh cơ hồ mọi lão bất tử đang tiên tông và công đức tông vẫn đang bỏ chạy trong man hoang sợ cổ đế thì bắt kịp đây là đăng tiên tông tông chủ một hình ảnh khiến một quang ngụy sách và linh lung thiên kịch liệt lóe lên trong một điện vũ do bạch sắc linh ngọc xây thành một tu sĩ chìm trong bạch sắc hà quang không ngừng hút dược khí từ mấy dược đỉnh bốc ra để liệu thương đồng thời liên tục ho ra máu tu sĩ này là đăng tiên tông tông chủ xem ra giã về đến đăng tiên tông tuy không bị bất tử cổ đế thì lấy mạng nhưng thương thế cực kỳ trầm trọng đây là công đức tông tông chủ trong hình ảnh khác là một tu sĩ không còn nhân hình chỉ có hoàng sắc phật quang bao trùm kinh mạch tựa hồ đang tụ lại nhục thân đây là cổ đế thi mẹ nó chứ hung uy quá ghê gớm ngụy sách và linh lung thiên nhìn nhau một hình ảnh là hắc quang và xích kim sắc quang mang dâng tràn không nhìn rõ là gì nhưng uy năng sung thiên, chấn động không ngừng, có vẻ cổ đế thì vẫn ở trong cốt quan, liên tục dãy ruộng. Gian thương, ta thấy kế hoạch của ngươi không xong, hiện tại âm dương phần đang như thế, dù ngươi giết y tất y cũng không dám xuống lấy cốt quan. Linh lung thiên vừa nhìn hắc quang và xích kim sắc quang hoa xung kích lẫn nhau, như lật tung tất cả, đồng thời truyền âm trong ngụy sách. Ngụy sách không đáp, mà quan sát kỹ. Thiên hải thần lan kính uy năng tuy rất đặc biệt, nhưng không thể duy trì lâu, hình ảnh mờ dần, Đăng Tiên Tông Tông chủ tuy không bị cổ đế thi giết nhưng bị thương rất nặng, Công Đức Tông Tông chủ tuy không hiểu đang thi triển bí pháp gì tụ lại nhục thân nhưng rất chậm, không mất mười bữa nửa tháng thì kinh mạch e cũng không thể tụ xong. Tức là hai thần huyền đại năng này trong thời gian tới không thể uy hiếp được. Còn các lão bất tử Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông hiện đã tơi tả. Minh Đức, tiếp theo ta cần ngươi làm một chuyện, quay lại lấy cốt quan trấn áp cổ đế thi ra đây, khi hình ảnh trong thiên hải thần lan kính mở hẳn, người sách thu lại, đồng thời bình tĩnh như thường bảo Minh Đức, linh lung thiên bảo không xong, dù giết chết thì minh đức cũng không dám xuống âm dương phần lấy cốt quan được hay không thì gã phải thử đã cái gì minh đức dùng mình dựng tóc gái thế nào không chịu đành biến ngươi thành bãi nước vậy ngụy sách cố ý cười lạnh ta dù ta xuống đó cũng không mang ra được minh đức như thể đã quyết kêu lên trong đó có hồi sắc quang phủ thậm chí hắc sắc cần quang xuyên qua cả hư không ta có xuống cũng không thể lại gần nói gì đến mang ra thế nào ta nói rồi y đằng nào cũng chết sẽ không chịu đâu linh lung thiên bình tĩnh như thường truyền âm cho ngụy sách yên tâm, không cõng cũng không sao. Ngụy sách bình tĩnh như thường, cười lạnh. vậy thì ta không cho ngươi lựa chọn. lựa chọn gì? Minh Đức ngẩn người, nhợt nhạt mặt mày hỏi. dùng tùy tâm ảo hóa quyết giả thành ta, rồi đưa bọn ta đi gặp chân võ tông chủ. Ngụy sách thập phần bình thường. cái gì? Minh Đức hiểu ngay, suýt nữa nhảy lên. y biết Ngụy sách định khiến bọn chân võ tông chủ tưởng y là Ngụy sách, thu hút chú ý của họ để gã vào linh lung thiên thừa cơ đánh lén. bọn chân võ tông chủ bày ra mai phục, đợi phát động địa công kích đầu tiên tất cực kỳ kinh nhân y không cẩn thận sẽ không còn cơ hội sống sót người không được chọn hoặc biến thành một vũng nước hoặc làm ngay ngụy sách mặt mũi lạnh tanh bảo minh đức đạo ta thậm chí sẽ chuyển động hư bộ pháp cho ngươi chưa chắc đã không có cơ hội đào thoát ngươi minh đức suýt nữa trước mắt tối sầm ngất xỉu kêu to ngươi chuyển động hư bộ pháp không phải để ta càng diễn chuẩn chúng càng tin tưởng hả dù gì ta cũng dễ tính cụ thể thế nào do ngươi chọn ngụy sách bảo minh đức hoặc trực tiếp hóa thành nước hoặc liều mạng một phen chưa biết chừng chúng không giết được ngươi ngươi lại được không một môn cường pháp đổi lại là ta cũng không chọn biến thành nước bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim ngươi còn nói nữa minh đức xung động cơ hồ thổ huyết mau quyết định ta kiên nhẫn hữu hạn cho ngươi mời tích tắc chậm thì dù ngươi chọn tất họ đi rồi ngụy sách nói được ta đáp ứng nếu ta làm theo mà ngươi không tha cho ta thì sẽ không chết yên lành đâu minh đức không nén được nữa gầm lên yên tâm ta nói là giữ lời ngụy sách tỏ vẻ nghiêm túc gian thương vạn nhất y không bị chân võ tông chủ giết thì ngươi tha thật linh lung thiên truyền âm để y mang động hư bộ pháp đi không thể nào y gạt ta một lần ta gạt lại là hòa ngụy sách đáp gian thương linh lung thiên trợn tròng trắng đi thôi động hư bộ pháp là bất thế cường pháp người mau lĩnh ngộ động hư bộ pháp tiêu hao chân nguyên nhiều lắm đây là đơn dược bổ sung chân nguyên ngụy sách phát động động hư bộ pháp đưa linh lung thiên và minh đức vòng qua âm dương phần đến chỗ bọn chân võ tông chủ mai phục ngưng thành kinh văn động hư bộ pháp cho minh đức tham ngộ a a a minh đức cứ ré lên lúc trước y thèm muốn môn bất thế cường pháp này vô cùng nhưng giờ có được thì lai khiến y xung động muốn thổ huyết gần đến rồi nửa ngày sau ngụy sách cách hoàng long bộc năm sáu vạn dặm thì tạm thời dừng lại từ đây người bắt đầu dùng động hư bộ pháp đi bọn ta đi sau nhớ thông minh một chút cẩn thận chút ngụy sách để minh đức dùng động hư bộ pháp tự đi ta minh đức ngọt lịm cổ họng dẫn đến độ nghịch huyết trào lên người khác nghe thấy sẽ tưởng ngụy sách quan tâm đến an nguy của y là lão bằng hữu lâu năm chốc nữa dù ta hô gì thì ngươi cũng không được hô lại không thì vạn nhất ta lỡ tài kích phát cấm chế sẽ không ai có lợi cả ngụy sách lại mặt dày dạn minh đức không chịu được nữa không muốn nghe gã nói nữa nên phát động động hư bộ pháp lao về phía hoàng long bộc không tệ dù ta cũng không nhận ra sơ hở ngụy sách thập phần mãn ý với minh đức minh đức thi triển tùy tâm ảo hóa quyết ngoại hình và khí tức cơ hồ không khác gì gã gã thi triển phật ảnh độn của công đức tông được minh đức ghi lại theo sau minh đức không có địa mẫu cổ kinh nên mỗi lần thi triển động hư bộ pháp lại phải dừng lại uống đơn dược bổ sung chân nguyên thành thường Ngụy sách và linh lung thiên không bị bỏ rơi linh lung thiên đã che mặt trừ bốc mang hóa hình phù còn động dụng mấy pháp bảo che giấu khí tức Ngụy sách dùng tùy tâm ảo hóa quyết hóa thành một lão bất tử công đức tông trông như hai đại tu sĩ đang truy sát Ngụy sách còn gã ở phía trước lại gần như hụt hơi tiểu tử người thoát được khỏi tay tông chủ bàn tông và hai thần huyền đại năng còn đả thương một thần huyền đại năng thì thực phần bất phàm rồi bất quá hiện tại ngươi đã đường cùng tiên bảo cũng không còn mong ngoan ngoãn đầu hàng chỉ cần ngươi đầu hàng hiến dâng bí thuật công đức tông sẽ thu nạp đại khái cách hoàng long bộc hai ba vạn dặm ngụy sách mặc kệ có ai nghe không cứ hô liên tục minh đức tối sầm trước mắt đúng là vừa ăn cướp vừa la làng động hư bộ pháp hao phí chân nguyên kinh nhân thế này mà sao y có thể không ngừng phát động đồng thời minh đức không thể nghĩ thông nếu có thuốc hối hận thì dù đánh chết y cũng không đời nào chạm vào đối thủ như ngụy sách ngụy sách vừa gào vừa khuyên có khí tức đến gần chắc là chúng đến rồi đột nhiên linh lung thiên truyền âm cho ngụy sách hoàng long bầu cũng là hoang cổ thủy vực có ngọn thác khí thế kinh nhân ngụy sách kêu ầm lên dù gã và linh lung thiên cách chỗ đó ít nhất một vạn ba bốn nghìn dặm ngụy sách bình tĩnh như thường gọi to nhưng thầm đề phòng xoẹt đột nhiên hư không trên đầu minh đức nổ vang một quả cây màu vàng nhạt bắn xuống trái này chỉ cỡ hạt cải nhưng khí tức trầm trọng khiến ngụy sách và linh lung thiên cách minh đức ba bốn mươi dặm cũng nghẹt thở huyền đại đạo quả linh lung thiên nuốt nước, nước bọt đây là pháp khí thần huyền đại năng sắp tỏa hóa dùng thần huyền nguyên khí ngưng luyện thành là đồ tẩy mà đại năng để lại cho tông môn sánh với tiên khí thế mà đã dùng rồi. Được lắm, tiếp động dụng vật này, đúng thế, phản ứng nhanh lắm, đò như thế mà thoát, không hổ là kẻ tranh đoạt vị trí công đức tông chân truyền đại đệ tử, ngụy sách nhất khen, huyền đài đạo quả uy thế ngút trời ép xuống, mình đức rực quang hoa, biến mất. Huyền đài đạo quả, thân ảnh vừa tan biến nổ tung, thiên địa rung lên, quang diễm hủy diệt tại không trung hình thành một cái đĩa phải cỡ mấy dặm. A, à, ta. Minh Đức hiện thân cách mười dặm, định lên tiếng thì mới hô được hai chữ, thiên địa đột nhiên rung lên càng kịch liệt, núi non trong vòng mấy trăm dặm sụp đổ một giải tử quang kinh nhân từ hư không bắn ra hình thành tám chữ cổ lớn như gian phòng uy năng ép minh đức không thở nổi phụt tám chữ cổ mà linh lung thiên cũng không biết ép lên thân thể minh đức hóa thành cho không còn gì đây là pháp khí gì quá lợi hại ta có đức có tài gì mà dùng tới pháp khí này đối phó ta ngụy sách há hốc miệng linh lung thiên cũng tròn mắt tử quang tựa hồ là một viên tinh thạch cỡ ngón tay tạo cho nó cảm giác như đòn đánh của chân tiên chắc là pháp khí của chân tiên để lại sau cùng cũng giết được đã báo thù cho hoàng phủ sư huynh trong một sơn cốc mấy lão nhân thập phần kích động may mà thiên kiếm tông còn bắt cầm diệt thần tinh cả huyền đài đạo quả của huyền phong môn cũng không đánh trúng y đội pháp này mà chúng ta không có vật này tất bị thoát vật do tổ sư để lại trừ di một đại địch như thế cũng đáng tiếc là không thể bắt sống y đúng là bí thư phi phàm không nghe tu sĩ công đức tông đó kêu hả ba thần huyền liên thủ vây giết mà còn bị y đả thương một giết một một thần huyền bỏ chạy với thần thông như thế mà đòi bắt sống là bất khả thi không chịu đi mấy tông môn chúng ta sau này ăn ngủ không yên không chú ý tất thành đại hoạn kinh thiên đáng lắm từng thân ảnh từ núi rừng từ hư không hiện hiện ra minh đức đáng thương đối phương vì đối phó ta mà dùng cả vật đó ta cũng chịu ngụy sách dừng lại lẩm bẩm kiểu mèo khóc chuột đồng thời truyền âm cho linh lung thiên cương nhà muội chốc nữa nhìn cho rõ nếu có vật như thế chưa biết trường chúng ta thảm rồi ngươi tưởng đó là đê giai pháp phù, ở đâu cũng có hả vật này ở thời đại của ta cả tu đạo giới cũng hiếm có trừ vài tông môn đại năng lấy đâu ra cường giả trên tiên cấp hoặc thần huyền cấp phí lực khí luyện chế một món pháp phủ có uy năng tương đương với thuật pháp của mình mà lại uy hiếp được mình linh lung thiên hầm hừ nhưng không dám ơ hờ thập phần cẩn thận quan sát từng tu sĩ tinh quang trói lòa đột nhiên từ trên không hiển hiện như lưu tinh đáp xuống vô số tinh quang như đom đóm bao lấy một mặc tu sĩ minh hoàng sắc pháp y già y như bạch ngọc diện mạo tuấn nhã chừng 30 tuổi phát ra khí tức đế phương cửu thiên thập địa suy ngã độc tôn chắc là cha hứa thiên ảo Ngụy Sách trước đây qua chân võ chuyên môn đã hai lần thấy chân võ tông chủ nên thấy tinh quang đáp xuống là lầm bầm. Còn may, y chỉ tu vi thần huyền lưỡng trọng trung kỳ, không bằng cả tô thần huyết và đăng tiên tông tông chủ. Linh Lung Thiên bình tĩnh như thường truyền âm cho Ngụy Sách. Lão đầu có bướu đứng bên trái, trong nạp bảo nang có một thứ cổ quái. Cần đối phó đầu tiên, chán có bướu. Ngụy Sách thấy người mà Linh Lung Thiên nói là một lão đạo mặc hoàng sắc đạo bào, chừng bảy, tám mươi tuổi, đạo bào có hình phù văn phất trần, chán có một cái bướu trông như trái thọ đào. Thoáng sau, có 8, 9 tu sĩ hiển lộ thân hình, trừ 3 tu sĩ trường 4, 50 tuổi thì còn lại đều già cực độ, kim đơn bắt đầu suy kiệt, chú nhan thuật cũng không che giấu được dấu hiệu nhập thân suy lão. Phía xa sau lưng có hơn 10 giải độn quang hiển hiện, đều là kim đơn kỳ đại tu sĩ, trừ chân võ tông chủ hứa thần quân thì không có thần huyền đại năng khác, tổng cộng 20 lai like tu sĩ, xem ra Minh Đức không nói dối. Hiện tại tu đạo giới xa suốt qua, siêu cấp đại tông môn mà không có tiên khí, tán tu như người mà có thể nghênh ngang, linh lung thiên lẩm bẩm cường nhà muội ngươi sao lại nói thế? ngụy sách trận tròng trắng chốc nữa ta đối phó cha hứa thiên ảo ngươi đối phó lão đầu có bứa trên trán xem ý có gì vì sao kéo theo ta nguy hiểm như thế linh lung thiên bất mãn theo người không lợi gì mà chỉ thấy nguy hiểm dù gì ngươi cũng được không ít tinh kim đừng tưởng ta không biết ngươi ăn tinh kim để đề thăng tu vi hiện tại ngươi kích phát hồi sắc thủ trạc uy năng hơn trước nhiều ngụy sách truyền âm chúng ta đi cùng coi như giúp chính mình tinh kim nào ngươi hợp ý thì thuộc về ngươi ngươi nói đấy nhá tên mặt đỏ cạnh lão đầu có vừa có một món bán tiên khí dùng kỳ lân huyết tinh kim luyện thành của ta linh lung thiên nhìn ngụy sách truyền âm người đã âm mưu rồi hả ngụy sách tắt tiếng là vị đạo hữu công đức tông nào từ trên không trung đáp xuống một mỹ nam tử tuấn giật bất phàm uy thế khôn tả là chân võ tông chủ hứa thần quân đứng trên hư không hỏi ngụy sách và linh lung thiên tại hạ đại đức xin chào hứa tông chủ ngụy sách tại công đức tông ngần ấy thời gian hiểu rõ một số tu sĩ nên hóa thành hình dáng không khác gì một thái thượng trưởng lão quý tông và tu sĩ đăng tiên tông sao lại không đến hứa thần quân hỏi bọn tại hạ và đăng tiên tông lúc trước có đại chiến với y ngụy sách và linh lung thiên bình tĩnh như thường đến chỗ bọn hứa thần quân y thập phần rào trá giả bộ đột vây rồi chạy theo hướng khác tông chủ bàn tông đuổi theo nhưng y vòng thoát được may mà bị bọn tại hạ phát giác bám theo tại hạ đã đưa tin chốc nữa tông chủ sẽ đến y đã chịu tội bọn tại hạ xin đi trước thuyền đạo hữu báo cho quý tông tông chủ một tiếng sau này gặp lại hứa thần quân nhìn chỗ minh đức bị đánh thành cho còn tàn dư chân tiên khí tức kinh tâm động nói đoạn ra vẻ tâm nguyện đã thành định bình tĩnh đi khỏi tiếc là không thể bắt sống giết y thế này thì tiện cho y quá bất quá cũng đành y chạy nhanh lắm tụ tập lại tới hơn 20 tu sĩ đại đa số không vừa lòng vì chỉ giết chết ngụy sách như thế đi thôi bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim không sao y bị giết rồi chúng ta cứ tìm đạo nữ của y biết đâu lấy được bí thuật hư không giết hết đạo của y sao thể hiện được uy nghiêm của thiên kiếm tông linh lung thiên bình tĩnh như thường lặp lại những lời họ ngầm truyền âm cho ngụy sách nghe xem ra không dệt chúng không xong ngụy sách nghiến răng nhưng ngoài mặt ra vẻ kinh ngạc đến chỗ hoàng bảo lão nhân có bứa trên đầu vị đạo hữu này nhìn quen lắm lẽ nào chúng ta từng gặp ở đâu không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào quen mặt hoàng bảo lão nhân gần người tại hạ thiên kiếm tông ngọc tử. ngọc từ đạo hữu mặt mũi rất lạ hình như ở đâu đó đã để lại ấn tượng rất sâu cho tại hạ ngụy sách càng lúc càng gần hoàng bảo lão nhân à tại hạ nhớ rồi lúc trẻ chắc các hạ có đến liễu hạ hạng ở linh nhạc thành linh nhạc thành liễu hạ hạng hoàng bào lão nhân xứng ra mọi tu sĩ cả hứa thần nghe ngụy sách nói thế thì đều dừng lại xem gã nói gì đạo hữu không có ấn tượng gì ngụy sách cười hắc hắc như gặp lão bằng hữu linh nhạc thành liễu hạ hạng nữ tu ở đó không tệ 700 linh thạch một lần lúc đó mũ còn trẻ thấy đạo hữu đang mặc cả còn 600 linh thạch khụ khụ các hạ nhớ nhầm rồi sao lão phu lại đến chỗ đó hoàng bào lão nhân hiểu ra nên lắc đầu phủ nhận đáng tiếc không đến thì cả đời không còn cơ hội nữa ngụy sách lắc đầu thở dài đạo hữu có ý gì không chỉ hoàng bào lão nhân ngay cả hứa thần quân cũng nhím mày động thủ ngụy sách quát to phát động đại thừa pháp âm nhắm vào hứa thần quân đồng thời nam đạo quang hoa bắn ra tuyệt diệt kim đơn trong hơn 20 mươi tu sĩ này trừ các lão bất tử thiên kiếm tông và chân võ còn không ít tán tu và người của các tông môn được hai phái này mới đến không phải hạng tầm thường năm đạo quang hoa của ngụy sách bắn ra thì nhiều người kinh hãi Quạt khí dưỡng hủy diệt trong đó là hiểu thứ gì hoàng bào lão nhân tròn mắt cả một lão bất tử thiên kiếm tông gầy khô mặc xích long bào đứng cạnh chưa kịp làm gì thì đột nhiên phát hiện thuật pháp không thể sử dụng cả đội không cũng không thể phu phu đối diện gần ấy tu sĩ mai phục trước linh lung thiên không nương tay đánh tan tâm mạch cả hai hứa thần quân lóe lên một quang vô số quang hoa như toàn thạch ngưng tụ thành bao trùm toàn thân chỉ vào ngụy sách ngân quang vừa dấy lên thì vô hình uy năng ép lên y ngươi y tỏ vẻ chấn kinh khôn tả run lên mũi cũng dỉ máu Oanh oành oành cùng lúc ngụy sách ném ra tuyệt diệt kim đơn hình thành năm giải quang diễm như năm vì sao a à, thật ra là sao công đức tông định làm gì nhất thời nhiều tu sĩ rú lên ngụy sách ném liền năm viên tuyệt diệt kim đơn tuy toán lão bất tử này phản ứng cực nhanh không ai chết nhưng tình hình cực kỳ hỗn loạn như ngày tàn hỗn loạn thế này là thứ ngụy sách cần loạn lên là các tu sĩ này không thể hình thành liên thủ gã và linh lung thiên không sợ gì công đức tông đổi lâu như thế là vì bí thuật của y các ngươi lại giết y đáng chết ngụy sách không hiển lộ thân phận mi tâm chi dực lên vô số thần quang kích phát hoàng thiên diệt thức thuật bạch sắc thần quang đoạn tuyệt lục thức bao trùm mấy chục dạng đoạn nhắm hứa thần quân mà phát động đại thừa pháp âm phu hứa thần quân hộc máu phía dưới như có mười mấy vì sao tan vỡ vang ngược mấy nghìn trượng công đức tông khinh người quá mức y gầm lên vẫn cho rằng ngụy sách là người công đức tông rõ ràng công đức tông không đem việc ngụy sách có được đại thừa pháp âm báo cho bọn y không phải công đức tông khinh người quá mức mà là các người phá hoại việc tốt hại bọn ta tổn thất mấy đạo vô thượng bí thuật ngụy sách và linh lung thiên lướt về phía hứa thần quân đồng thời lại phát đại thừa pháp âm đi thôi công đức tông và đăng tiên tông ít nhất là hai thần huyền y đánh cho hứa thần quân thụ thương thần thông quá kinh nhân không chạy là chết đây là bí thuật gì cả thần thức cũng ngăn được nghe ngụy sách kêu thấy chỉ một chiêu là hứa thần quân thụ thương cộng thêm ngụy sách phát động hoàng thiên diệt thức nhãn trừ thiểu số lão bất tử chân võ thì còn lại đều vỡ mật cắm cổ bỏ chạy xoẹt hư không chấn động hứa thần quân bừng lên vô số nguyên khí hình thành thần huyền pháp tướng cao năm trượng. Thần huyền pháp tướng của Hứa Thần Quân như vô số toàn thạch ngưng tụ thành, chói lòa cực độ, ngoại hình như một đế vương đầu đội tinh quan, mặt mũi giống hệt y, tay trái chống trơn, tay phải cầm một trang kinh như một viên toàn thạch tụ thành nhưng quang hoa còn sáng hơn thần huyền pháp tướng. Đây là Linh Lung Thiên không bị Hoàng Thiên Diệt thức nhãn ảnh hưởng đến cảm chi, thấy trang sách trong tay Hứa Thần Quân thì nhãn quang run lên kịch liệt. Chát, cùng lúc, thần huyền pháp tướng của Hứa Thần Quân phát ra tinh đồ, nhiều tia sáng trông như vì sao, vị trí tương ứng với sao trời thật ngoài tinh không như thể đã thu nhỏ tinh không đang xuống tinh đồ lập tức quấn lấy thần huyền pháp tướng đại thừa pháp âm đang dốc uy năng lên thần huyền pháp thân của y bức minh đức thi chuyển động hư bộ pháp lướt tới ngụy sách lại động dụng tiên vương thần tinh uy năng đại thừa pháp âm cũng như lúc đối phó của đế thi tự nhiên hình thành từng giải vô hình các tường bảo quang thiên long bạch tượng bảo hoa tinh đồ quanh pháp tướng của hứa thần quân không hề phá tổn nhưng thần huyền pháp tướng vẫn rung lên nhiều mảnh như kim cương bán ra tan thành nguyên khí đầy thần huyền khí tức sao hả người sách hỏi linh lung thiên thần huyền pháp tướng của hứa thần quân xuất hiện thì nó cũng hơi chấn kinh không có gì kinh thư trong tay thần huyền pháp tướng của y giống một món tượng cổ tiên khí tinh vực thiên thư nhưng chi chặn được một nửa uy năng đại thừa pháp âm của ngươi thì cùng lắm là đồ phòng chế linh lung thiên bĩu môi nguyên khí bắn ra xé nạp bảo nang của hoàng bào lão nhân rõ ràng muốn xem vật khiến nó có cảm giác khí tức bất phàm là gì a à, quang diễm bừng lên trước thần huyền pháp tướng của hứa thần quân giáng vào Ngụy Sách và Linh Hương Thiên, hóa ra Thần Huyền Pháp tướng, Hứa Thần Quân cũng có bí thuật, không bị Hoàng Thiên diệt thức nhãn trở ngại, khóa chặt Ngụy Sách. Công Đức Tông không coi chân võ phóng ra gì, Hứa Thần Quân này thấy ngày sau sẽ diệt Công Đức Tông. Đồng thời, Hứa Thần Quân cầm lên chấn động thiên địa. Đây là một đóa đạo liên cỡ một thước, như vô số toàn thạch ngưng tụ thành đại đạo kinh nhân. Y điên cuồng rồi, Ngụy Sách phát ra đại đề tu di, bạch sắc tu di thần sơn nghênh kích đạo liên, Hứa Thần Quân tu vi hơn xa Ngụy Sách nhưng thiệt ở chỗ không có thuật pháp hoặc pháp bảo ngăn được đại thừa pháp âm hiện tại rõ ràng thấy không chặn được nên quyết định thi triển thuật pháp tấn công trước để áp chế ngụy sách y bị đại thừa pháp âm ảnh hưởng không thì với tốc độ thi pháp của y ngụy sách không thể kịp thi triển đại đề tu di công đức tông có thuật pháp kinh nhân như thế đây là thiên cấp đỉnh giai cường pháp hứa thần quân thập phần chấn kinh đối phương chưa hề đột phá thần huyền nhưng bạch sắc tu di thần sơn cơ hồ chặn được đạo liên của y bạch sắc tu di thần sơn và đạo liên va nhau như hai vì sao trên không trung tiếng nổ kinh thiên động địa ngọn núi bên dưới tan vỡ ta chặn uy năng thuật pháp ngươi cứ dùng đại thừa pháp âm đối phó y vật đó là nhiên tinh minh hỏa có thể liên tục thiêu đốt tinh huyết nguyên khí thân huyền tứ trọng trở xuống khó mà luyện hóa sẽ bị đốt đủ mười năm thân huyền tu sĩ chúng vật này thì cũng đơn đông như âm thi tông huyết linh lão tổ không thể toàn lực thi triển các loại thuật pháp vật này còn được gọi là thập niên bế quan hỏa chúng là chỉ còn cách bế quan mười năm vật này có uy năng bán tiên giai trở lên dùng để đối phó y hay giữ lại là do người quyết định linh lung thiên dược hôi quang áp sát hứa thần quân đồng thời ném bạch sắc tinh thạch cho ngụy sách thập niên bế quan hỏa thần huyền đại năng cũng khó luyện hóa bị thiêu 10 năm pháp khí độc ác thật ngụy sách hít một hơi lạnh biết là vật của hoàng bào lão nhân đầu có bớ hơn nữa vật này cũng để đối phó y bị đánh chúng thì dù có thủy linh nguyên khí gột rửa cũng không ổn thập phần thê thảm bất quá ngụy sách không hề dừng lại tóm lấy pháp khí chảo đó chát cùng lúc hứa thần quân lại phát ra quang hoa trông như bọ cạp sau vô số toàn thạch ngưng thành dài hơn 20 mươi trượng đâm vào ngụy sách âm ba cuồn cuộn, tốc độ hơn nhiều cực hạn phản ứng thần thức của kim đơn tu sĩ. Phu, linh lung thiên như thuẫn bài, chặn trước mặt ngụy sách hơn 20 trượng, hồi sắc quang hoa không chói lòa nhưng quang hoa của hứa thần quân bị chặn lại. Trần Võ Tông cũng thế mà thôi. Ngụy sách lại phát động đại thừa pháp âm, vô hình uy năng lại xung kích lên thần huyền pháp thân của hứa thần quân, quang hoa rực rỡ hóa thành nguyên khí tứ tán. Ngươi, không phải người công đức tông, ngươi là ngụy sách. Thần huyền pháp thân của hứa thần quân bị đánh rung lên, thấy uy năng thuật pháp bị linh lung thiên ngăn cản thì tỉnh ngộ kêu to. Bạn đang xem Tán Tu Chi Vương được đọc tại kênh YouTube gì các phim. Ai bảo thế, người sách đã bị các người giết rồi. Ha ha, hai thứ đó uy năng đúng là đáng xoẹ. Người sách liên tục phát động đại thừa pháp âm. Ngươi, Hứa Thần Quân cơ hồ không nói thành lời, một đạo quang hoa lại bị Linh Lung Thiên ngăn lại. Người sách không nhầm, Linh Lung Thiên đã lợi hại hơn lúc mới rời Ma Văn Hung mạch nhiều, lúc trước một mình ngăn kiếm nguyên của Hoàng phủ Tuyệt Luân thi không xong nhưng giờ đây có thể một mình ngăn trở uy năng thuật pháp của Hứa Thần Quân. Tuy hai lần đều bị đánh bay đi nhưng không hề bị thương, đứng vững trên không tiểu tử không giết ngươi, ta không làm người hứa thần quân không dừng thần huyền pháp thân phát ra nguyên khí dao động huyền ảo dấy lên tinh quang thân ảnh ẩn vào vô số tinh quang cách chỗ ta chỉ một vạn tám nghìn trượng linh lung thiên đưa tay đạo thuật pháp của người không ra thế nào vừa thể diệt công đức tông xong giờ lại thầy diệt ta diệt cả hai thế này khó lắm chân võ e không đủ hứa thần quân không đủ ngăn thần thức của ngụy sách gã thì triển bí pháp chân tiên thần văn mi tâm như có kim sắc thần chi, ẩn ước cảm giác được hướng hứa thần quân bỏ chạy nên đuổi theo. Tiểu bối, ngươi khi người quá mức, ta sẽ khiến ngươi trả giá. Hứa thần quân phát ra tiếng gầm chấn thiên, thần huyền pháp thân đột nhiên thấp đi nửa tấc, trên mình như bắn ra vô số mảnh kim cương, khí tức kinh tâm động phách chấn động, soạt, mấy chục dặm hư không không ngừng rung lên như tấm vải bố rách. Quang hoa như vô số viên toàn thạch tạo thành cạnh tinh quang cự môn hứa thần quân, nguyên khí huyền diệu không ngừng chấn động, trang kinh trong tay thần huyền pháp tướng phát ra quang hoa thành dòng, nối với tinh quang cự môn cao mười trượng chuột chạy cùng sao liều rồi ngụy sách và linh lung thiên giật mình linh lung thiên về cạnh ngụy sách ngụy sách vung tay trực tiếp tế xuất bất diệt tịnh bình đồng thời thi triển vô thủy kiếm kinh vô số phi kiếm hình thành một bánh xe khổng lồ không trung nổ ầm ầm hứa thần quân tỏ ra liều mạng và khí tức của tinh quang cự môn khiến ngụy sách và linh lung thiên cảm thấy thập phần nguy hiểm chuẩn bị toàn lực ngăn đỡ cả hai run lên vì hứa thần quân đi vào tinh quang cự môn cùng lúc tinh quang cự môn mở ra quang hoa thành dòng trùng lên ngụy sách và linh lung thiên không xong không phải thuật pháp công kích cũng như đăng tiên đài của đăng tiên tông uy năng truyền tống tương tự chân võ chi môn y định đưa chúng ta về chân võ lợi dụng cấm chế chân võ đối phó tất cả bị khí tức cổ quái bao lấy vô số lưu quang bay qua như xuyên trong tinh không ngụy sách và linh lung thiên biến sắc ngụy sách và linh lung thiên như ở trong một cổ truyền tống pháp trận hứa thần quân mở ra một không gian thông đạo rất có thể như khi đăng tiên tông tông chủ đại chiến với tô thần huyết vương vô nhất định đưa hai người về sân môn để ta phá chuyển tống thông đạo linh lung thiên dực hồi sắc linh quang đổ về phía vô số lưu quang ngụy sách tuy nhiên cả kinh nhưng không hoảng sợ linh lung thiên đã thi triển thần thông này muốn phá chân võ tinh môn không dễ đâu hứa thần quân đột nhiên hiện hiện thần huyền pháp thân đạo liên trói là chấn tàn quá nửa hồi sắc linh quang của linh lung thiên gian thương mau lên linh lung thiên biến sắc chuyển tống thông đạo ập tới trong tích tắc hứa thần quân ngăn cản nên nó không thể phá được nếu bị đưa về sơn môn chân võ nó vào ngụy sách lành ít dữ nhiều chết đi ngụy sách trực tiếp phát động đại thừa pháp âm thần huyền pháp tướng của hứa thần quân bán ra qua hoa vụn vỡ lắc lư như sắp rơi hiển nhiên phát động thuật này chống lại đại thừa pháp âm thì y bị thương không nhẹ có điều thi pháp không ngừng nghỉ vẫn nhắm linh lung thiên phát ra một bá đạo liên tưởng có thuật này là vô địch hả đến sân môn chân võ ta sẽ cho các người biết thế nào là sống không bằng chết đồng thời hứa thần quân cười lạnh cho rằng cứ liên tục thi pháp ngụy sách và linh lung thiên không thể phá được truyền tống thông đạo của chân võ tinh môn Vũ bạch sắc quang hoa từ tay ngụy sách bay ra như giải lụa trắng phần đầu có vô số lão quỷ dọa tóc tiếng kêu xé màng tai vang lên dáng vào thần huyền pháp thân của hứa thần quân a à, hứa thần quân đột nhiên kêu lên thê thảm thần huyền pháp tấm văng ngược thế nào tưởng liên tục thi pháp thì ngăn được hả ta không cho người thỏa nguyện ngụy sách chuẩn bị lại phát động đại thừa pháp âm hắt văng hứa thần quân gã cũng trực tiếp kích phát thập niên bế quan hòa đánh trúng hứa thần quân linh lung thiên toàn lực phát động hồi sắc linh quang bao lấy hai người oanh vô số lưu quang huyền ảo đột nhiên vỡ tan từ bốn phương tám hướng đều có đại lực vô cùng ép tới linh lung thiên học lên vô số lưu quang tắt đi sức mạnh vô tận cũng tan biến vô ảnh vô tung một thần huyền lưỡng trọng cũng có bí thuật này tu đạo giới hiện tại thì cường pháp và pháp bảo không nhiều nhưng thủ đoạn để bỏ chạy thì phát dương quang đại linh lung thiên nhăn nhó nghiến răng nghiến lợi khóe môi dỉ máu đây là ngụy sách hơi ngẩn ra gã và linh lung thiên từ truyền tống thông đạo lao ra rơi xuống ngoài một hòa thành trì cơ hồ là chỗ tán tu tự do giao dịch Thành trì này cũng xây theo núi như Linh Nhạc Thành, quy mô cũng tương tự. Trên bãi đất ngoài thành có nhiều gian hàng, đại khái tụ tập hơn 100 tu sĩ, đều tròn mắt nhìn gã và Linh Lung Thiên. Nhiều tu sĩ đứng gần đều kinh hãi, không hiểu sao cả hai đột nhiên từ hư không bật ra. Đây là chỗ nào? Ngụy Sách xác định thương thế của Linh Lung Thiên không nặng, thấy một trung niên nam tử mặc áo da đen liền kéo lại hỏi: "Đây là Kim Lư Thành?" Nam tử giật mình định thần lại, khí tức của Ngụy Sách khiến họ biết gã ở đẳng cấp khác. "Kim Lư Thành, nói rõ đi, là đại lục nào?" ngụy sách mục quang lóe lên không có ấn tượng gì về nơi này chuyện đó mọi tu sĩ tại trường càng kinh hãi trung niên tu sĩ mặt nhọn không dám chậm trễ kim lưu thành này ở thiên huyền đại lục tây bộ bốn thành chỉ gần đây là cổ kim thành hóa phàm thành hồng mông thành và tam bảo thành ngụy sách trận tròng trắng thiên huyền đại lục gã và linh lung thiên vất vả lắm mới từ thiên huyền đại lục bắc bộ vượt man hoang đến vân linh đại lục giờ bị hứa thần quân dùng một đạo thuật pháp đưa về thiên huyền đại lục gã chưa từng nghe đến kim lưu thành nhưng Tam Bảo Thành thì biết rõ. Tam Bảo Thành nhờ vào ô tương thiết có thể luyện chế pháp bảo và hai loại linh thảo phối hợp với yêu đơn luyện chế linh đơn mà được xưng là Tam Bảo. Thành trì này ở chỗ nằm giữa Thiên Huyền Đại Lục Tây Bộ và Trung Bộ. Gã hỏi xong, không vào thành mà ra hiệu cho Linh Lung Thiên, trực tiếp dùng linh quang độn pháp lướt đi. Lại về quê cũ, người định làm gì? Linh Lung Thiên truyền âm hỏi Ngụy Sách, lần này trừ trọng thương chân võ tông chủ Hứa Thần Quân thì không có gì lợi lộc, vốn mà giết được Hứa Thần Quân rồi thuận tiện truy sát toán lão bất tử của chân võ và Thiên Kiếm Tông thì đã phát tài mẹ nói chứ lại bị đưa về thiên huyền đại lục ngụy sách có vẻ ức chế mắng ẩm lên về rồi thì giúp lục bào lão đầu tìm đồ để ngưng hình đã thuận tiện đến vô kỵ thiên cung ngươi muốn xem khối đá kỳ dị mà vũ hoàng chân nhân nói linh lung thiên hơi nheo mắt hiểu ý gã vũ hoàng chân nhân bảo tàng đá đó không bị ngoại lực tác động bên trong có thần văn lại tựa như phủ văn điển tịch khẳng định có gì đó huyền ảo thập phần bất phàm hoàng phủ tuyệt luân đã chết hứa thần quân nhất thời không thể xuất thủ đại địch của gã tại thiên huyền đại lục chỉ còn diệp huyền thành với thần thông của gã và linh lung thiên thì mình diệp huyền thành không phải đối thủ công đức tông tông chủ chưa tụ lại được nhục thân đăng tiên tông tông chủ trọng thương hiện giờ đích xác là lúc tốt nhất để ngụy sách hành tẩu tại thiên huyền đại lục lại bị hứa thần quân đưa về thập niên bế quan hỏa vật đó mà cũng lưu truyền lại con bà nói chứ đích xác nên giúp ta ngưng hình dưỡng quỷ quán quá tệ nhỡ may vỡ tan thì ta không thể xem kỳ được nữa bị ngụy sách gọi ra khỏi dưỡng quỷ quán kể sơ qua tình hình lục bào lão đầu thập phần hưng phấn công đức tông tông chủ trước khi tụ lại nhục thân sẽ e rè thực lực của chúng ta mà không dám làm gì nhưng xong rồi tất sẽ gây phiền cho chúng ta nên việc này càng mau kết thúc càng tốt chúng ta mau chóng về tìm cách hội hợp cùng bọn cơ nhã lão đầu lần trước tìm được một khối ngũ sắc thạch nguyên liệu để nguyên ngưng hình còn những gì nữa tìm ở đâu thoáng xác định tình thế người sách hỏi lục bào lão đầu hiện tại bị đưa về thiên huyền đại lục khẳng định sẽ đến vô kỵ thiên cung giúp lục bào lão đầu ngưng hình cũng nằm trong kế hoạch trở về thiên huyền đại lục còn nguyệt tiên thảo kim ô quả và ngân tinh thạch lục bào lão đầu nói ngay nguyệt tiên thảo là nguyên liệu chủ yếu luyện chế lãnh nguyệt đơn tuy hiếm nhưng đến mức như từ hồ hoa ngân tinh thạch tuy không nhiều nhưng bình thường không có mấy tác dụng tối đa để luyện chế pháp phù hai thứ này trước đây đều có ở gần bàn vương thành rất có thể còn lại kim ô quả là nguyên liệu luyện chế ngọc ô đạo đơn ta đã tra xét điển tịch công thức ngọc ô đạo đơn đã thất truyền tuần này tất khó tìm bàn vương thành chúng ta đến bàn vương thành gom đủ đã rồi đến vô kỵ thiên cung ngụy sách hơi trầm ngâm đoạn quyết định từ bàn vương thành đến vô kỵ thiên cung thì không thuận đường nhưng bản vương thành ở vị trí ngả về phía đông thiên huyền đại lục tây bộ cách đây hơn 20 thành trì gần hơn nhiều so với đến vô kỵ thiên cung thương nghị xong ngụy sách xác định phương vị đến cổ kim thành gần kim lưu thành nhất bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim vì không muốn bại lộ hành tung ngụy sách và linh lung thiên không hề trực tiếp sử dụng truyền tống pháp trận trong kim lưu thành ngụy sách cũng không thi triển tùy tâm ảo hóa quyết chỉ dùng tiềm ẩn quyết và mấy pháp bảo che đi tức coi như dịch dùng ẩn tàng hành tung kiểu này Người sách cho rằng đã nể mặt chân võ và huyền phong môn, nếu hai phái vẫn cứ cố tình tầm gã gây phiền thì gã không khách khí. Bắc bộ thiên không nứt hai vết. Vào cổ kim thành, dùng truyền tống pháp trận trung truyền, thẳng tiến bàn vương thành, dọc đường nghe tu sĩ bàn luận, người sách và linh Lung thiên. Lục Bảo lão đầu biết Thiên Không Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ sau khi Ngụy Sách rời Thiên Huyền Đại Lục thì nứt thêm hai vết. Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ đến nay vẫn chưa có tông môn nào vào chiếm cứ, mọi tông môn coi Bắc Bộ thành man hoang hoang nguyên và nơi chuyên môn để săn thú liên tục trung chuyển qua truyền tống pháp trận, chỉ mất gần nửa ngày, Ngụy Sách và Linh Lung Thiên qua hơn 10 thành trì, nhưng đến Quy Lộc thành cách bàn Vương thành không xa, Ngụy Sách đột nhiên dừng lại, đến một góc phố. "Sao hả?" Linh Lung Thiên và Lục Bảo lão đầu lấy làm lạ. Việc họ bàn luận có liên quan đến người ta quen trước đây, Ngụy Sách đáp, "Đi tới chỗ góc đường có ba, bốn đề giai tán tu tu vì chỉ thần hải cảnh tam trọng, tứ trọng đang trò chuyện, liên quan đến người y quen trước đây." Linh Lung Thiên và Lục Bảo lão đầu kinh ngạc, người khiến ngụy sách chú ý nghe ngóng thì không thể giao tình sơ sơ chư vị đạo hữu ban nãy tại hạ nghe các vị đàm luận về một tu sĩ tên độc cô vũ vân không hiểu tại hạ có nghe lầm chăng ngụy sách đến chỗ mấy đê giai tán tu khách khí hỏi mấy đê giai tán tu hơi ngần ra quan sát ngụy sách và linh lung thiên thấy ngụy sách khí độ bất phàm thì không dám chậm trễ một hán tử mặt vàng chừng hơn 40 tuổi khách khí đáp đạo hữu không nghe nhầm đâu bọn tại hạ đang bàn về tu sĩ tên độc cô vũ vân không biết có việc gì chăng không có gì tại hạ chỉ thấy tên tu sĩ này quen lắm tựa hồ đã nghe ở đâu đó nên mới đến nghe ngóng. Người sách thập phần khách khí, hình như tại hạ có nghe nói đến treo thưởng, không biết có liên quan gì đến người đó chăng. Hả, đạo hữu có phải nghe thấy tên y ở nơi khác, nhất thời quên mất, hán tử mặt vàng giải thích, y vốn là con thứ năm của độc cô thế gia, nghe nói vì tranh đoạt công pháp, giết chết phụ thân và lưỡng vị thúc công, ẩn thân nhiều năm, gần đây bị lộ hành tung, bị đánh trọng thương, chắc không chạy được xa, rất có thể trốn trong quy lộc thành, bích thiền thành và tiên giáp thành mà thôi, nên độc cô thế gia công bố phần thưởng, chỉ cần phát hiện hành tung của y, báo cho đầu cô thế gia là được thưởng 5 vạn hạ phẩm linh thạch. 5 vạn hạ phẩm linh thạch, nhiều thế hả? Ngụy Sách mục quang lóe lên. Đúng thế, chắc là lấy được, đầu cô thế gia sẽ trực tiếp trao cho tu sĩ cung cấp tin ngay tại thành trì tập thị. Hán tử mặt vàng từng ngụy Sách giật mình vì 5 vạn hạ phẩm linh thạch nên mỉm cười, bọn tại hạ đang nói chỉ cần gặp y là lấy được 5 vạn linh thạch, vận khí thật quá tốt. Đầu cô thế gia có phải tu đạo thế gia ở gần Nam Quan thành, tức là họ chưa phát hiện tung tích người này? Ngụy Sách hỏi hán tử mặt vàng không biết Độc Cô Vũ Vân có đồng bạn nào không? Thế nào, đạo hữu hứng thú với phần thưởng? Hắn tử mặt vàng như nhau nói, tung tích của y còn chưa bị phát hiện, không nghe nói y có đồng bạn. Hả? Tại hạ cũng có hứng với phần thưởng, năm vạn linh thạch không nhỏ, không hiểu có tin về y có thể đến Độc Cô Thế ra lĩnh thưởng chăng? Ngụy Sách hỏi. Người Độc Cô Thế ra thông qua Trường Xuân phường trong Quy Lộc Thành treo thưởng, có tin chính xác thì đến Trường Xuân phường lĩnh thưởng. Hắn tử mặt vàng, vàng hồ nghi, quan sát Ngụy Sách và Linh Lung Thiên, vị đạo hữu này có tin hả? Sao lại như thế? chỉ là năm vạn linh thạch khiến người ta hiếu kỳ hỏi thăm mấy câu đã quấy nhiễu trừ vị đạo hữu ngụy sách nói đoạn cáo từ ly khai tiểu tử gian thương đầu cô vũ vân có quan hệ gì với ngươi ngụy sách đi theo đường dẫn đến quy lộc thành linh lung thiên và lục bào lão đầu được hỏi nếu mỗi nhớ không lầm đâu cô vũ vân là tu sĩ năm xưa ở trong tiệm của cơ nhã hàn vi vi từng nói với mỗi việc về y thật ra y bị mấy huynh đệ hãm hại lưu lạc đến linh nhạc thành cơ nhã hiểu hết mọi sự nên thu giữ đầu cô thế ra thế lực không nhỏ không kém gì tông môn như thiên nhất môn ngụy sách truyền âm cho linh lung thiên và lục bào lão đầu diệp gia huynh muội khi xưa được hàn vi vi cùng cơ nhã nhờ y đi diệp gia huynh muội là ai linh lung thiên hỏi tiếp hóa ra thế linh lung thiên không biết gì về diệp tư chính và diệp cố vi nhưng lục bào lão đầu biết rõ diệp gia huynh muội là sinh tử chi giao của ngụy sách năm xưa nghe nói gã gặp nguy hiểm thì bất chấp tất cả đến giúp thật sự như thân huynh muội sau đó ngụy sách tu thành kim đơn tại hải tiên tông giết chết diệp linh quay về thiên huyền đại lục thì đã tìm họ nhưng không có tin gì không ngờ lần này đột nhiên lại nghe thấy tin về độc cô vũ vân có biết về diệp gia huynh muội xem ra người nên đến trường xuân phường gặp độc cô thế gia đã nghe lục bào lão đầu nói rõ quan hệ giữa diệp gia huynh muội và ngụy sách linh lung thiên hiểu ngay gã định làm gì ngụy sách gật đầu không nhiều lời tùy tiện hỏi tu sĩ qua đường vị tí của trường xuân phường không tính diệp gia huynh muội độc cô vũ vân đối với ngụy sách cũng là người cùng phe có người định đối phó y ngụy sách sẽ phải dính đến trường xuân phường là phường thị lớn nhất quy lộc thành tọa lạc tại thành tây tập thị chủ thể là một tòa thanh sắc lưu ly điện vũ ba tầng rất bắt mắt ngụy sách vào thành tây tập thị thấy ngay phường thị đó bước ngay vào cửa không biết tiền bối đến trường xuân phường mua gì chăng một điếm viên mặc thúy lục sắc y sam thấy ngụy sách và linh lung thiên tới cửa thì bước ra mỉm cười hỏi tạo cho người ta hảo cảm tại hạ có tin về đầu cô vũ vân nghe nói người đầu cô thế già ở đây ngụy sách nói ngay vừa giải thần thức quét qua cả phường thị trường xuân phường có năm sáu chỗ không thể đưa thần thức vào chắc có cấm chế thật ra một kim đơn tu sĩ cũng không có. Tiền bối có tin về độc cô Vũ Vân, xin theo tại hạ, điếm viên trường Xuân Phường hơi ngẩn ra, tựa hồ kinh ngạc, nhưng vẫn đi trước dẫn đường. Điếm viên trực đưa ngụy sách và linh lung thiên xuyên qua ba tầng lầu các, đến một đình viện phía sau, vào đình viện, tiếng ồn ào bên ngoài lập tức tan biến vô ảnh vô tung, hiển nhiên có bố trí cấm chế. Điếm viên không dừng, đưa ngụy sách và linh lung thiên vào gian lớn nhất, gõ nhẹ hai lần lên cửa, y cùng kính đẩy cửa. Gian phòng này có bố trí cấm chế ngăn cách thần thức, Nguyệt Sách không đoán được tu sĩ trong đó cỡ nào, theo điếm viên đi vào, chỉ thấy như vào khách sảnh, một nam một nữ đang ngồi trên ghế chủ tọa. Nam tu hơn 30 tuổi, mặc thuần hắc pháp bào, mặt gầy gò lạnh lùng, là nhân vật trầm ổn. Lão ẩu chừng hơn 60 tuổi, mặc từ hồng sắc cẩm y, theo không ít những bó hoa to, đầu tóc hoa dâm nhưng mặt rất hồng hào, thần sắc hơi lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác không dễ chịu. Dẫn ngụy Sách và Linh Lung Thiên vào, điếm viên không nói gì, lùi ra khép cửa lại. Không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào, đã đến đây thì tất có tin về độc cô vũ vân nam tu bảo ngụy sách và linh lung thiên đưa tay mình ngồi tại hạ họ ngụy ngụy sách nhà giọng nam tu và lão ẩu tu vi phân niệm tam trọng và phân niệm ngũ trọng trung kỳ tu vi như thế tại phổ thông thành trì cũng là kinh nhân bất quá đối với gã thì không là gì không biết hai vị xưng hô thế nào là người độc cô thế gia nói thẳng họ ra đoán ngụy sách không đáp không ngồi xuống mà hỏi ngược tại hạ độc cô vũ phàm đây là một vị trưởng bối bọn tại hạ là người độc cô thế gia nam tu và lão ẩu hơi nhíu mày nam tu nói thẳng các hạ định làm gì nam tu đột nhiên hử lạnh người sách nghe y nói thì đưa tay ngón tay bốc lửa như ngọn nến không có gì là độc cô thế ra thì ta có thể hỏi thăm ngụy sách liếc nam tu và lão ẩu nhạt giọng người có ý gì nam tu và lão ẩu đồng thời đứng dậy sầm mặt ngụy sách không có vẻ gì đến báo tin về độc cô vũ vân cả hai không dám tin ngụy sách dám gây sự ở đây tại hạ đã bảo mình họ ngụy cho hai vị biết chân võ thiếu chủ chết trong tai mỗ huyền phong môn chân truyền đại đệ tử cũng thế ngụy sách ngồi xuống liếc lưỡng hai người đồng thời thần thức uy áp dồn tới. Nam tu và lão ẩu dững lại, không thở nổi, cảm giác như thần hồn cũng bị ép nát. Chỉ một tích tắc, người sách thu thần thức uy áp, linh lung thiên bĩu môi, ngồi xuống. Nam tu và lão ẩu nhợt nhạt mặt mày, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Được rồi, mau đáp lời mỗ. Ngụy Sách liếc Nam Tu và lão ẩu, áp lực vô hình khiến cả hai ngồi phịch xuống. Mỗ nghe nói Độc Cô Vũ Vân bị các người hãm hại, chạy khỏi Độc Cô Thế gia, xem ra phụ thân và lưỡng vị thúc công của y chết trong tay các ngươi. Ngụy Sách hỏi, tiền bối đừng nghe chúng nói xàm gia chủ đích xác chết trong tay y lão ẩu mặc từ hồng sắc cầm y nói ngay tay ngụy sách hiện lên quang hoa như ngọn nến biến sắc lại dám nói dối mỗ gã mặt mũi lạnh tanh hử lạnh chát lão ẩu dùng mình văng ngược lại ta cho ngươi biết ta giết ngươi còn dễ hơn một giết một con kiến đừng có giờ trò trước mặt ta ngụy sách liếc lão ẩu từ dưới đất bỏ dậy miệng rỉ máu run rẩy nói mau thấy lão ẩu và nam tu mặt mũi gầy gò tên độc cô vũ phàm không nói ngụy sách lại dùng thần thức uy áp Phụ thân và lưỡng vị thúc công chết trong tay đại ca và thất thúc. Độc cô vũ phàm tắt mồ hôi lạnh, nhợt nhạt nói, Ngụy sách hiện tại có thần thức sánh với thần huyền, với thần thức uy áp này, Độc cô vũ phàm cảm giác mình như con kiến đứng trước ngọn núi, tâm thần có thể tan nát bất cứ lúc nào. Phụ thân, Ngụy sách nhíu mày, hỏi Độc cô vũ phàm, tức ngươi và Độc cô vũ vân là thân huynh đệ. Tại Độc cô thế ra, thân phận ngươi thế nào? Tại hạ thứ tư, Độc cô vũ vân là đệ đệ. Độc cô vũ phàm tắt mồ hôi lạnh, không dám nhìn Ngụy sách. Bạn đang xem Tán Tu Chi Vương được đọc tại kênh YouTube gì các phim. Khung danh của Ngụy Sách tại Thiên Huyền Đại Lục cực thịnh, không chỉ việc giết chân Võ Thiếu Chủ và Huyền Phong Môn chân truyền đại đệ tử cùng nhiều lão bất tử mà cả việc Hoàng Phủ Tuyệt luôn bị gã giết tại Văn Linh Đại Lục cũng đã đồn về Thiên Huyền Đại Lục. Tu sĩ như thế đối với họ hoàn toàn như thần vương. Đối phó thân nhân, Độc Cô Thế Gia khá thật. Ngụy Sách cười lạnh, các người hãm hại Độc Cô Vũ Vân, hiện tại ngần ấy năm rồi còn tốn công truy sát y, khẳng định không phải vì sợ y nói ra chân tướng mà vì thứ khác hả? đại ca đối phó ngũ đệ vì phụ thân chọn ngũ đệ làm người kế thừa định để ngũ đệ được truyền thừa cao nhất của độc cô thế gia trong đó có một món bảo vật trọng yếu độc cô vũ phàm không dám giấu ngụy sách liếc độc cô vũ phàm và lão ẩu vốn cực kỳ hung ác nhưng hiện thời không dám thở mạnh bảo vật gì tại hạ không biết chắc chỉ có đại ca và thất thúc biết độc cô vũ phàm đáp các người đả thương độc cô vũ vân ở đâu lúc đó y có đồng bạn không ngụy sách lóe lên nhãn quang hỏi thương thế của y thế nào các ngươi có tin gì về y bọn tại hạ đả thương y ở trong hoa nguyên giữa quy lộc thành và bích thiền thành lúc đó y không có đồng bạn tại trường độc cô vũ phàm đáp y bị nhị ca dùng một món độc khí của thượng cổ bách độc giáo đả thương tuy không chết ngay nhưng khó lòng động dụng chân nguyên độc tố đó chỉ có thể giải được bằng cửu mục thiên châu nếu hai mươi ngày mà không có được tất độc phát thân phong y bị đả thương ba ngày trước đến giờ bọn tại hạ vẫn chưa phát hiện hành tung cụ thể của y nhưng chắc không thoát khỏi máy thành quanh đây còn gì nữa nói nốt đi ta đã nhúng vào độc cô thế ra ngoan ngoãn hợp tác thì còn đường sống lẽ nào độc cô thế gia còn tưởng sẽ đối phó được y ngụy sách vừa bức hỏi vừa quan sát thấy độc cô vũ phàm và đáp vừa đào mắt tựa hồ chưa nói hết ra gã liền mặt mũi lạnh tanh nói bọn tại hạ nhân dịp tin giáp thành phách mại hội mà loan tin có cửu mục thiên châu để dụ y ra dù y không đến tất cũng sai người mua chưa biết chừng sẽ tìm ra độc cô vũ phàm run lên đáp liên lạc với độc cô thế gia bằng cách nào nếu thành trì khác có tin về độc cô vũ thì có cho các người biết không ngụy sách hỏi bọn tại hạ dùng sung thiên diễm của độc cô thế gia truyền tin bọn tại hạ cứ đợi ở đây thành trì khác có tin sẽ đưa đến tiên giáp thành chứ không phải đến đây đại ca và thất thúc ở tiên giáp thành độc cô vũ phàm do dự một chốc tiên giáp thành phách mại hội lần này sắp bắt đầu phần lớn người độc cô thế gia đều ở tiên giáp thành đưa bọn ta đến tiên giáp thành gặp đại ca và thất thúc của các ngươi ngụy sách nhìn linh lung thiên đứng dậy nói độc cô vũ phàm và lão ẩu mặt cắt không còn hột máu nhưng không dám cãi đi trước dẫn đường tiên giáp thành do tiên giáp tông trưởng quản tiên giáp tông là một trung đẳng luyện khí tông môn có một kim đơn tu sĩ tồn tông môn thiên về luyện chế các loại giáp y trong mấy chục thành chỉ gần đây các loại giáp sát thượng dài yêu thú đều tụ về thành này thành này chỉ cách quy lộc thành một bích thiền thành người sách không hỏi tiên giáp thành phách mại hội cụ thể tiến hành tại phương thị nào Người sách chưa từng đến tiên giáp thành cùng đầu cô vũ phàm và lão ẩu dùng truyền tống pháp trận trung truyền đến tiên giáp thành thì thấy quy mô thành này không nhỏ xây trên một dãy gò đồi trường gấp đôi lên nhạc thành các công trình trong tiên giáp thành khá đặc sắc phần lớn xây từ giáp sát các loại yêu thú nhìn từ xa như do các loại bối sát chế thành màu sắc rực rỡ. Tiểu tử, quy mô phách mại đại hội này của tên giáp thành không nhỏ. Lục bào lão đầu hơi kinh ngạc, lên tiếng trong tay ngụy sách, vì nhiều tu sĩ cùng đổ về một hướng, rõ ràng đến tham gia phách mại hội. Vừa hay có một đại hình phách mại hội, nơi này cách bàn vương thành không xa, xem có tìm được những thứ cho ngươi ngưng hình không. Vốn ngụy sách đang cân nhắc có nên hốt sạch đồ cô thế ra rồi phát tin để độc cô vũ vân hiện thân, hay hành sự âm thầm một chút. Hiện tại mà khoa trương quá, hiển lộ thân phận và hành tung chưa biết chừng sẽ gặp phiền hà, có thể ảnh hưởng đến việc tìm thứ giúp lục bào lão đầu ngưng hình và chuyến đi vô kỵ thiên cung hiện tại gặp một đại hình phách mại hội ngụy sách truyền âm cho lục bào lão đầu thì đã quyết định âm thầm một chút xem qua phách mại hội rồi tính hơn nữa muốn cứu độc cô vũ vân cần cử nhãn thiên châu trong phách mại hội này cử nhãn thiên châu là ngọc thạch có thể luyện chế pháp khí tiêu trừ tà mị khu trừ thượng cổ độc vật cần tới vật đó chứng tỏ độc vật thượng cổ bách độc tông để lại không giản đơn quyết định không ngông nghênh động thủ trấn áp hay cấp đoạt thuận tiện xem có giúp lục bào lão đầu tìm được vật để ngưng hình hay không Nguyệt Sách và Linh Lung Thiên để độc cô Vũ Phàm cùng lão ẩu và một con ngõ vắng, đổi trang phục rồi dịch dung trước khi đến đại hình phách mại hội của tên Giáp Thành. Đại hình phách mại hội cử hành tại phường thị nạp bảo bảo khuyết. Đại hình phường thị này có 3 tầng, đủ dung nạp mấy nghìn tu sĩ, các công trình đều xây bằng thanh ngọc, dùng các loại thú giáp điều khác hình hài đẹp đẽ làm trang sức. Lúc bọn Ngụy Sách đến cửa phường thị, đại hình phách mại hội đã chính thức bắt đầu, hai điếm viên hỏi xem bọn gã có thư mời hay không, nhận được câu trả lời là không, hai điếm viên tỏ vẻ xin lỗi cho biết phách mại hội hội trường không còn chỗ trống đối với tu sĩ thông thường thì không còn chỗ nhưng đối với mỗ thì khẳng định còn vị trí nghe hai tu sĩ mặc hoàng sắc cầm y nói thế ngụy sách nhạt nhẽo đáp đồng thời từ tâm mạch ánh lên kim đơn hà quang đối với phách mại hội cỡ này ngụy sách lúc tại linh nhạc thành đã hiểu mọi phường thị đều bớt ra một số vị trí dành cho các đại nhân vật đến đột ngột đối với tu sĩ và tông môn thông thường kim đơn đại tu sĩ tất nhiên là nhân vật xuất chúng kim đơn tiền bối xin theo đại hạ quả nhiên hai đệ tử mặc hoàng sắc cầm y thấy ngụy sách cố ý hiển lộ kim đơn hà quang thì biến hẳn sắc mặt kính cẩn đi trước dẫn đường gian thương người cũng cậy thế hả linh lung thiên bình tĩnh như thường truyền âm cho ngụy sách hai đệ tử mặc hoàng sắc cầm y dẫn bọn ngụy sách vào gian phòng quý phái nhất ta là người quy củ nhất người không ép ta ta cũng sẽ khách khí ngụy sách đáp tiền bối không biết xưng hô thế nào tại hạ là trường quỹ tôn vân không rõ tiền bối đại giá quang lâm là muốn giao dịch gì chăng chưa kịp quan sát phách mại hội trường thì một thanh giam văn sĩ đến chỗ ngụy sách và linh lung thiên hành lễ đồng thời cực kỳ lễ mạo hỏi hiển nhiên đệ tử tiếp đã báo tin có kim đơn tu sĩ đến nên trưởng quỹ tự thân tới từ khi ngụy sách và linh lung thiên vượt man hoang hoa nguyên đến vân linh đại lục ngụy sách mong một chút bình yên mà chưa được hiện tại tuy bị hứa thần quân dùng một đạo bí thuật đưa về thiên huyền đại lục nhưng với gã khi không còn uy hiếp thì lại là những phút yên lành hiếm có cứ việc hưởng thụ đặc quyền của kim đơn tu sĩ tại tu đạo giới ngụy sách quan sát trưởng quỹ tu vi phân niệm cảnh lưỡng trọng không tệ lắm tại hạ họ lý tùy tiện nói bừa một cái tên người sách bình tĩnh như thường nhìn tôn trưởng quỹ không nhắc đến cửu nhãn thiên châu mà hỏi về nguyên liệu cho lục bào lão đầu ngưng hình thật ra tại hạ định mua nguyệt tiên thảo kim ô quả cùng ngân tinh thạch chuyện đó tôn trưởng quỹ do dự một chốc nguyệt tiên thảo và ngân tinh thạch thì tại hạ biết đôi chút chỉ là hai thứ này thường thì không có tu sĩ dùng đến phách mại hội không có kim ô quả thì tại hạ chưa nghe đến không biết tiền bối có thể chỉ dẫn chăng kim ô quả là thứ để luyện chế ngọc ô đạo đơn vật này hơi khó tìm một chút ngụy sách bảo tôn trưởng quỹ ngọc ô đạo đơn thì tại hạ biết đôi chút nhưng công thức đã thất truyền vật này dù có thì rất ít tu sĩ hái tôn trưởng quỹ hơi trầm ngâm hỏi dò ngụy sách có nên nhân phách mại đại hội có mặt nhiều tu sĩ tại hạ rút tiền bối phát tin khả dĩ ngụy sách gật đầu bình tĩnh như thường chỉ cần đưa tới ba thứ đó mỗ sẽ dùng 30 vạn hạ phẩm linh thạch hoặc pháp bảo linh giai trung phẩm trở lên đổi lấy 30 vạn hạ phẩm linh thạch hoặc pháp bảo linh giai trung phẩm trở lên tôn trưởng quỹ hít một hơi lạnh tiền bối đưa ra cái giá quá kinh nhân không hề gì mỗ biết quy củ chỉ cần quý phường giúp mỗi tim được, mỗi sẽ tặng một món pháp bảo linh giai trung phẩm trở lên. Ngụy Sách lấy ra bốn linh giai trung phẩm pháp bảo, đưa cho Tôn trưởng quỹ. Số lượng pháp bảo của gã thập phần kinh nhân, đạo gia trung phẩm trở xuống đã không còn tác dụng, không vì trước khi tham gia hóa thiên giáo đại hội, Ngụy Sách để lại tuyệt đại bộ phận cho bọn cơ nhã, những thứ có được sau này đều từ những tu sĩ chết trong tay gã thì số lượng pháp lấy ra chấp vạ chết người. Nhưng dù như vậy, nhưng thứ này vô dụng với các lão bất tử, thuận tay ném vào nạp bảo nang, đối với tu sĩ thông thường lại cực kỳ kinh nhân bốn linh gia trung phẩm pháp bảo quả thật kinh nhân thấy bốn linh gia trung phẩm pháp bảo lấp lánh đưa tới trước mặt tôn trưởng quỹ cũng nín thở tiền bối xuất thủ kinh nhân như thế bọn tại hạ sẽ sắp xếp tại phách mại hội trực tiếp lấy ba món ra đổi kim ô quả chưa biết chừng dù tu sĩ tại trường không có thì có thể sẽ có tin tức tôn trưởng quỹ cung kính nói được chỉ cần cung cấp tin chính xác là được một nghìn hạ phẩm linh thạch ngụy sách bình tĩnh như thường gật đầu không biết lý tiền bối trừ những thứ đó còn cần gì nữa không tôn trưởng quỹ vội hỏi làm sinh ý với hảo khách như ngụy sách thì phường tất nhiên có lợi bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim thủy hệ yêu đơn cạo dài thủy hệ yêu đơn càng tốt ngụy sách hơi trầm ngâm lấy ra một nạp bảo năng đưa cho tôn trưởng quỹ có bao nhiêu thủy hệ yêu đơn thì mua bao nhiêu nhưng mỗi hy vọng việc này ngấm ngầm tiến hành không mua công khai với số lượng lớn đừng để ai biết càng tốt nhân phách mại hội các hạ giúp mỗi tìm cớ nào đó thu mua cao dài thủy hệ yêu đơn đón nạp bảo năng, tôn trưởng quỹ biến sắc mục quang hơi kinh hãi thần thức hơi tiến vào là nhận ra linh thạch trong đó kinh nhân cực độ số lượng không chỉ mấy trăm vạn e phải tới hơn nghìn vạn tuy lão biết kim đơn đại tu sĩ hơn xa tu sĩ thông thường nhưng hiểu rõ kim đơn tu sĩ có thể tùy tiện lấy ra số lượng linh thạch như thế càng tuyệt đối bất phàm được tiền bối yên tâm việc này tại hạ sẽ sắp xếp cho người đến các thành chỉ ngầm mua thủy hệ yêu đơn không để ai phát giác đang mau nhiều tôn trưởng quỹ hít sâu một hơi không nhiều lời trực tiếp thu bốn pháp bảo và mới linh thạch đây là danh sách vật phẩm trong phép mại hội tôn trưởng quỹ đưa lên ngụy sách đã quá quen đón lấy rồi bảo tôn trưởng quỹ lui đi đồng thời quan sát phách mại hội trường trên cái đài bằng hoàng ngọc ở giữa phách mại hội trường cao ngang với tầng hai một lão giả dâu dài mặc hồng sắc pháp y chủ trì phách mại người phụ trách dơ bảo vật lên là một thiếu nữ xinh đẹp đang đấu giá món thứ năm là một khối hoàng long ngọc hoàng long ngọc là ngọc thạch thiên nhiên hình thành hoa văn như rồng vàng để luyện chế phi độ loại pháp bảo phẩm dai không tệ khối hoàng long ngọc này tới hai trượng đủ để luyện chế đại hình phi độ pháp bảo trong đại sảnh tầng một bố trí nhiều quang cháo tu sĩ trong quang cháo chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người tầng hai và ba toàn là quý tân bao xương mọi quý tân bao xương tương tự như các đại hình phách mại hội ngụy sách từng thấy cửa sổ có quang hoa bao trùm người ngoài không nhìn thấy bên trong nhưng ở trong lại nhìn rõ bên ngoài ngụy sách quét thần thức vào phách mại hội trường tựa hồ có cấm chế ngăn cách thần thức quét thần thức mấy trăm trượng là bị hắt lùi lại người đầu cô thế ra ở đâu hay là các ngươi không biết vào đây mới liên lạc ngụy sách liếc phách mại hội trường đoạn hỏi độc cô vũ phàm và lão ẩu nãy giờ vẫn không dám thở mạnh đại ca và thất thúc chắc ở gian bên kia còn những người khác của độc cô thế gia ở phòng nào thì tại hạ không biết độc cô vũ phàm chỉ vào một gian ở mé phải ngụy sách cường nhà muội đội lý hữu kỳ trong đó có mấy tu sĩ tu vi thế nào ngụy sách truyền âm cho linh lung thiên bốn một thanh niên mặc khắc sam thiêu biến bức phủ văn ba người còn lại đều năm 60 tuổi tu vi tối cao là thanh niên và nam tu mặc kim sắc trường sam đều phát niệm cảnh ngũ trọng linh lung thiên bĩu môi tựa hồ không thèm nhìn kỹ đã bảo gã đại ca và thất thúc của các hạ tu vi gì ngụy sách bình tĩnh như thường hỏi độc cô vũ vân đại ca và thất thúc đều tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng độc cô vũ vân đáp xem ra độc cô thế gia đảo đích xác là tu đạo thế gia rất khá tu vi không tệ ngụy sách cười lạnh gã không chế nhạo vì tông môn nào có mấy tu sĩ phân niệm ngũ trọng thực lực đều khá mạnh độc cô vũ phàm và lão ẩu không dám nói gì kinh hãi vì lần này độc cô thế gia chạm phải khối sắt còn hơn cả trời cửu nhãn thiên châu cũng có tinh hạch vẫn thiết không ngờ phép mại hội cỡ này xuất hiện nó gian thương mua khối tinh kim đó cho ta sau cùng là cổ vật vô danh không hiểu có đồ tốt không linh lung thiên và lục bảo lão đầu nghiên cứu những thứ trong phách mại hội đối với tu vi hiện tại của ngụy sách những thứ thông thường đều không còn tác dụng trừ cửu nhãn thiên châu thì khiến ngụy sách và linh lung thiên có hứng chỉ có tinh hạch vẫn thiết bán trước cửu nhãn thiên châu nhưng cách hoàng long ngọc hiện tại sáu vật tinh hạch vẫn thiết là tinh kim còn lại trong thiên ngoại vẫn tinh tuy nhiên vẫn thiết này hiếm có là đỉnh cấp tinh kim theo danh sách giới thiệu tinh hạch vẫn thiết còn lại cỡ nắm tay trẻ con nặng hơn vạn cân là một món trọng khí của phách mại hội quy mô phách mại hội lần này ở tiên giáp thành đích sắc hiếm có trong hội trường có tới hơn ba nghìn tu sĩ rất nhanh mấy vật trước khi đưa ra khối tinh kim đều được bán xong đoạn lão già chủ trì phách mại hội gọi khẽ sáu thiếu nữ mỹ mều chỉ tu vi thần hải cảnh lưỡng trọng tam trọng khiêm tinh hạch vẫn thiết cắm trên một tảng đá đen ra tinh hạch vẫn thiết hình lục giác màu xám đen như mọc rêu nhưng nhìn kỹ thì là đường vân để lại sau khi đốt tinh kim khác nào những vết thương trừ các đường vân này còn phủ một lớp tinh quang rực rỡ cả những vết tung tóe màu bạc bên dưới hắc thạch tựa hồ là đá thường bị nung chảy ngừng kết lại cả khối tinh hạch vẫn tiết lộ ra khí tức thương tăng cực kỳ ngưng trọng không có quang hoa ba vạn hạ phẩm linh thạch giá khởi điểm là một vạn năm nghìn linh thạch vừa đưa ra thì trong một gian quý tân phòng có người nâng giá gấp đôi ba vạn ba nghìn hạ phẩm linh thạch ba vạn năm nghìn hạ phẩm linh thạch bốn vạn hạ phẩm linh thạch tinh hạch vẫn thiết chỉ sau vài lần trả giá đã vượt bốn vạn hạ phẩm linh thạch bốn vạn hạ phẩm linh thạch đủ mua mấy món linh gia pháp khí nhưng đỉnh cấp tinh kim này đối với tu sĩ hoặc tông môn không biết luyện khí thì không đáng một xu, còn lại thì giá trị liên thành, tinh kim cỡ này rất có thể luyện chế được đạo giai pháp bảo, thậm chí là huyền giai pháp bảo. 4 vạn 5 000 hạ phẩm linh thạch, 5 vạn 5 000 hạ phẩm linh thạch, trả đến 5 vạn 5 000 hạ phẩm linh thạch, nhất thời không ai trả thêm, người sách đang hưởng thụ chút thư thái hiếm hoi này, đợi không ai trả nữa mới hô, 6 vạn hạ phẩm linh thạch, 6 vạn 5 000 hạ phẩm linh thạch, 7 vạn hạ phẩm linh thạch, 7 vạn 5 hạ phẩm linh thạch một giọng nói cất lên cạnh tranh với ngụy sách cũng là người đã trả năm vạn năm nghìn hạ phẩm linh thạch vốn ngụy sách không chú ý nhưng giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo buộc gã phải chú ý giọng nói đó từ quý tân bao bên trái vang lên cách chỗ gã ba gian là một thanh niên mặc tử kim sắc pháp y bất quá tu vi kim đơn nhất trọng linh lung thiên liếc gian quý tân bao xương đoạn truyền âm cho ngụy sách hiện tại y xanh hết mặt như muốn bóp chết ngươi vậy hả để ý thức thêm chút nữa ngụy sách mỉm cười lại tăng giá tám vạn hạ phẩm linh thạch phách mại đại hội là nơi diễn khiến các tu sĩ nảy sinh cửu oán nhất lúc ngụy sách tu vi còn kém đến đâu cũng cẩn thận biết đối phương không chọc vào được thì sẽ chịu nhún nhưng giờ kẻ nào vì phách mại hội mà đối phó gã thì thật tự lao đầu vào đá tuy gã không rình rang nhưng không ngại dọn dẹp mấy con tôm tép chín vạn hạ phẩm linh thạch nhân vật còn trẻ nhưng đã luyện đến kim đơn nhất trọng khẳng định có bối cảnh không thường nghe ngụy sách trả 8 vạn hạ phẩm linh thạch thì tăng thêm một vạn nhưng ngựa khí lạnh lùng hàm ý uy hấp hiện rõ chín vạn một hạ phẩm linh thạch ngụy sách cười ha hả chỉ thêm 100 hạ phẩm linh thạch, hàm ý của gã rất rõ, không coi uy hiếp của đối phương ra gì. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, từ kim pháp y thanh niên lại lên tiếng, giọng đầy sát cơ. Giá này quá kinh nhân. Vì vật này, e rằng rời đây, song phương sẽ có bên đổ máu. Cả phách mại hội trường, nhiều tu sĩ kinh ngạc vì cái giá này, thầm bàn luận. 10 vạn 100 hạ phẩm linh thạch, ngụy sách cười ha hả, lại hơn đối phương 100. Y sầm mặt rồi, chăm chú nhìn chỗ chúng ta, chắc không tăng giá nữa để sau này đối phó ngươi. Linh lung thiên truyền âm, ngươi đúng là ăn tàn phá hại một khối tinh kim tốn ngần ấy đa linh thạch ngươi tu luyện tốn hơn tu sĩ nhiều quá ngụy sách trả cho linh lung thiên hiện tại gã và linh lung thiên tiếp xúc với nhau lâu không cần nó nói thì gã cũng nhận ra chỉ cần có tinh kim thích hợp cung cấp cho nó thực lực của nó để thăng thập phần kinh nhân hồi sắc thủ trà của nó tạo cảm giác là tu vi hiện tại của nó không thể chân chính phát huy vi năng nhưng tinh kim bình thường đối với linh lung thiên căn bản không có tác dụng còn tinh kim đỉnh cấp cực phẩm thì cũng như từ hồ hoa không phải cứ có linh thạch là mua được dù cứ đi tìm trong hoang nguyên cũng chưa chắc tìm được thành thử linh lung thiên tu luyện gặp nhiều hạn chế tiêu hao hơn xa tu sĩ thông thường gian thương ngươi giờ giàu nứt đố đổ vách chút linh thạch đó là gì đâu linh lung thiên cấm cầu tu sĩ mặc tử kim sắc pháp y đích xác không trả giá nữa Người sách với 10 vạn 100 hạ phẩm linh thạch mua được khối tình hạch vẫn thiết Người sách mỉm cười hiện tại chút linh thạch này đối với gã quả không là gì chỉ là muốn đùa giỡn một chút nhưng rồi gã lập tức nghiêm túc vì cửu nhãn thiên châu liên quan đến độc cô vũ vân xuất hiện tiếp theo là cửu nhãn thiên châu số lượng rất hiếm, nghe nói có liên quan đến vận tinh, có thể đem luyện chế chấn tả pháp khí, giá gốc 1.000 hạ phẩm linh thạch. Lão nhân dâu dài giới thiệu xong thì một thiếu nữ xinh đẹp bưng những ngọc đựng một viên cửu nhãn thiên châu lên. Cửu nhãn thiên châu đen nhánh, cỡ ngón tay người lớn, có chín vòng sáng trắng do tự nhiên hình thành, như chín con mắt. Cương nha muội giúp ta quan sát các tu sĩ trả giá. Ngụy sách truyền âm, một nghìn một trăm hạ phẩm linh thạch. Một nam tu dâu quay nón, mặc đại hồng sắc pháp bào, tu vi phân niệm nhất trọng, một nghìn hai trăm hạ phẩm linh thạch một tên chọc đầu béo lùn tu vi chu thiên ngũ trọng một nghìn ba trăm hạ phẩm linh thạch một đầu đà gầy trơ xương linh lung thiên không nhiều lời mỗi tu sĩ ra giá là nó nhìn qua rồi cho ngụy sách biết tu vi và dáng vẻ người đó một nghìn bốn trăm hạ phẩm linh thạch một nữ tu thanh tú đây là cửu nhãn thiên châu không được tranh đoạt kinh nhân như tinh hạch vẫn thiết số người trả giá không nhiều thêm vào chỉ một trăm mỗi lần nhưng khi có người trả một nghìn bốn trăm hạ phẩm linh thạch linh lùng thiên vừa truyền âm được mấy chữ đó thì hơi run lên mắt sáng một cách lạ lùng nhìn chăm chám về chỗ trả giá bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim đây là giọng một nữ tu ở góc đông bắc đại sành bên dưới thế nào người nhận ra giọng nói này là một nữ tu thanh tú ở cạnh một nam tu cao lớn mặt mũi trung hậu đều tu vi phân niệm nhất trọng thấy ngụy sách kích động linh lung thiên đoán ra biểu môi truyền âm xem ra là họ quả thật lúc trước đi cùng độc cô vũ vân ngụy sách hít sâu một hơi tâm tình thập phần kích động Ban nãy chỉ là trực giác giọng nói đó rất giống Diệp Cố Vi nên gã không dám khẳng định nhưng giờ Linh Lung Thiên cho biết thì dám khẳng định tám phần. Tức là Diệp gia huynh muội, nếu họ đến thì dù họ mua được nó đi cứu độc cô Vũ Vân cũng sẽ thập phần nguy hiểm. Lục Bảo lão đầu lo lắng. Nghe thêm đã, người Sách hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm thần lại. Có người trả đến 1500 hạ phẩm linh thạch, giọng nữ tu lại vang lên, 1600 hạ phẩm linh thạch. Chắc là họ, người Sách nghe rõ, giọng nói hơi run run có phần khẩn trương, rất giống Diệp Cố Vi. Để không nhầm, nhãn quang lóe lên ngụy sách phát chân nguyên trực tiếp ngưng thành hình diệp cố vi và diệp tiêu chính được rồi là họ linh lung thiên liếc qua đoạn bíu môi đúng là đi nát gót gầy không gặp được lúc gặp lại trả phí công gì linh lung thiên khẳng định ngụy sách suýt không nén được cười vang lúc trước đã tìm mọi cách nghe ngóng tin tức về diệp gia huynh muội nhưng không được không ngờ lần này bị hứa thần quân đưa về thiên huyền đại lục đi qua mấy thành trì tại phách mại hội nà lai gặp họ không biết họ biết ta ở đây thì thế nào ngụy sách chỉ muốn đến gặp diệp gia huynh muội tiền bối tinh hạch vẫn thiết đến rồi giọng tôn trưởng quỹ vang lên ngoài cửa đồ ngụy sách vừa mua do lão tự thân đưa đến vào đi ngụy sách bảo tôn trưởng quỹ mang tinh hạch vẫn thiết vào đoạn hỏi tôn trưởng quỹ tại hạ nghe thấy trong đại sảnh có hai tu sĩ là bằng hữu có thể mời họ lên chăng có bằng hữu của tiền bối ở đó tôn trưởng quỹ do dự một chút nếu hai bằng hữu của tiền bối nguyện ý tại hạ sẽ đưa lên được đưa vật này cho họ nói là người quen cũ họ sẽ hiểu và theo các hạ ngụy sách gật đầu đưa ngọc phù cho tôn trưởng quỹ là truyền tấn ngọc phù năm xưa ngụy sách còn ở linh nhạc thành thường dùng liên lạc với nam cung vũ tinh năm xưa có bốn mảnh ngọc phù diệp cố phi và diệp tư chính cũng có thấy vật này tất họ biết là không phải ngụy sách thì nam cung vũ tinh tới tất sẽ đến gặp hiện tại diệp gia huynh muội đều ở đây ngụy sách càng không cố kỵ nghe có người trả hai nghìn hạ phẩm linh thạch gã hớn hở đến quên hết cười ha hà nói hai vạn hạ phẩm linh thạch hai vạn hạ phẩm linh thạch ngụy sách hiện tại đang vui tùy tiện hô nhưng cái giá này khiến cả phách mại hội trường sững lại giờ cho gì đây hai nghìn trực tiếp thành hai vạn nhiều người tròn mắt không hiểu nổi đây là ai hả đại ca và thất thúc của độc cô vũ vân ở trong quý tân bao gian cùng đứng dậy nhìn về phía phòng ngụy sách cửu nhãn thiên châu tại phách mại hội tụ tập nhiều tu sĩ này thì đối với không ít người là vật quý nếu đổi lại ở tiểu hình giao dịch hội không ai hỏi cũng nên ở phách mại hội cỡ này mấy nghìn linh thạch đã là cao rồi pháp khí do thượng cổ bách độc tông để lại vốn cực hiếm cả phách mại hội trường chắc chỉ có độc cô vũ vân cần nó để cứu chữa mấy nghìn linh thạch đối với tu sĩ thông thường đều là món lớn mua được một món pháp bảo thích hợp, cơ hồ mọi tu sĩ đều không dùng để mua một thứ không trực tiếp để thăng tu vi hoặc để thăng uy năng đối địch. Hai vạn hạ phẩm linh thạch là cái giá trên trời, từ hai nghìn hạ phẩm linh thạch tăng thành hai vạn, kiểu trả giá này đối với mọi tu sĩ tại trường quả thật chưa từng thấy. Lão Ngũ, trà xét xem người trong phòng đó lai lịch thế nào. Nam tu hơn 50 tuổi hạ đứng dậy, y mặc kim sắc trường sam, mặt hơi bẹt nhưng mắt hóm vào, trông cực kỳ âm u, nói với một tu sĩ mặc áo da xanh, có phần nhiều tuổi hơn đứng cạnh. Được, tu sĩ mặc thanh hắc sắc vì giáp gật đầu thời gian tịnh thất có người độc cô thế ra theo lý dù độc cô vũ vân sai người đến mau vật này cũng không thể gây ra động tĩnh này thanh niên mặc hắc sắc pháp y có biên bức phủ văn nhíu mày tỏ ra không hiểu thanh niên này khá giống độc cô vũ phàm nhưng uy thế hơn hẳn có khí thế của kẻ ăn trên ngồi chốc cứ trả giá xem có lần ra lai lịch người này không trong quý tân bao phòng một lão nhân mặc áo vàng dáng lùn thấp chừng hơn 60 tuổi nói nhưng cùng lúc phách mại hội trường bị ngụy sách trả giá khiến cho lặng ngắt lại vang lên một nữ tu rụt rè hai vạn một nghìn hạ phẩm linh thạch ngụy sách và linh lung thiên ở trong quý tân bao xương ngụy sách hơi mỉm cười không ra giá, giá người trả giá là diệp cố vi gã biết tôn trưởng quỹ chưa kịp đưa truyền tấn ngọc phù cho diệp cố vi và diệp tiêu chính nên cả hai sợ cửu nhãn thiên châu bị mua mất thành ra còn trả giá tiếp hai vạn hai nghìn hạ phẩm linh thạch cùng lúc một giọng vang lên độc cô thế ra trả giá rồi ngụy sách và linh lung thiên nhìn nhau tiếng trả giá cất lên từ gian của bốn người độc cô thế ra có nên dọa khiếp không ngụy sách nổi hướng đùa Nam cung Vũ Tinh mà có mặt tất phê bình gã không coi linh thạch là linh thạch. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, Ngụy Sách cười ha hả đoạn trả giá. Hả? Ngụy Sách trả giá khiến cả hội trường xôn xao, không chỉ ba tu sĩ trong phòng của Độc Cô Thế gia rúng động mà ngay cả lão nhân dâu dài chủ trì phách mại đại hội cũng rụi tay tưởng mình nghe nhầm. Quý khách, xin hỏi là 10 vạn hạ phẩm linh thạch, lão nhân dâu dài lên tiếng. A, à, xin lỗi, ta bảo là 20 vạn hạ phẩm linh thạch, Ngụy Sách cười ha hả. Hả? Hội trường chưa lặng xuống lại sôi lên. 10 vạn linh thạch đủ dọa chết người, hiện tại đổi thành 20 vạn. Y thật ra là ai? Trong phòng của độc cô thế gia, bà tu sĩ há hốc miệng không nói lên lời. Lão nhân dâu dài run người, suýt nữa ngã khỏi đài, quả thật không nghe lầm, chỉ cho rằng ngụy sách bị điên. Linh lung thiên bĩu môi. Ngụy sách lúc đó không coi linh thạch là linh thạch nhưng nó hiểu rõ cửu nhãn thiên chưa là độc cô thế gia cố ý ủy thác phường thị phách mại. Ngụy sách bỏ 20 vạn hạ phẩm linh thạch nhưng trừ chút thủ tục phí dụng thì phần lớn linh thạch vào túi độc cô thế gia. Gã làm thế, độc cô thế gia ngốc đến mấy cũng thấy gã có vấn đề. Nguyên sách đối phó độc cô thế ra linh thạch sẽ lại quay về tay gã gian thương đúng là gian chết đi được cha ra rồi đối phương gồm bốn người trong đó có một kim đơn đại tu sĩ cùng lúc tu sĩ mặc thanh hắc sắc bỉ giáp được thất thúc gọi là lão ngũ quay về báo kim đơn đại tu sĩ đại ca của độc cô vũ vân mặc hắc sắc pháp y biến sắc làm sao đây lẽ nào độc cô vũ vân mời được kim đơn đại tu sĩ thất thúc hít sâu một hơi sờ mặt nói dù thế nào cũng phải phòng lão ngũ đi mời độn giáp chân nhân chỉ độn giáp chân nhân không ổn theo ta biết cả ô phong chân nhân cũng ở trong phách mại hội trường hoàng bảo lão già hơi trầm ngâm ô phong chân nhân cũng đến phách mại hội trường y chỉ nhận linh thạch không nhận người vậy thì chúng ta để y xuất thủ thất thúc gật đầu tiền bối cửu nhãn thiên châu và lưỡng vị bằng hữu đều đến rồi giọng tôn trưởng quỹ vang lên ngoài cửa tôn trưởng quỹ thấy người sách lấy ra ngần ấy linh thạch biết gã không phải phổ thông kim đơn tu sĩ nên lần này tuy gã trả giá quá đà thì lão cũng không nói gì mời họ vào người sách hít sâu một hơi quay ra cửa ngần ấy năm bạt tin gặp lại người quen gã cũng thập phần kích động cách cửa được đầy ra tôn trưởng quỹ và một nữ tu một nam tu xuất hiện trong thị tuyến ngụy sách nữ tu thập phần thanh tú có phần e thẹn nam tu mày rậm cao lớn thập phần cương chính trung hậu là diệp cố vi và diệp tiêu chính so với mấy năm trước diệp cố vi chỉ cao hơn một chút gương mặt càng thêm trái xoan diệp tiêu chính không khác gì chỉ là hai người có phần tiểu từ hơn ngươi ngụy sách che đi dung mạo nên hai người thấy bọn gã thì tỏ vẻ kinh nghi bất định đừng kinh ngạc mỗi là ngụy sách ngụy sách tâm tình kích động truyền âm cho diệp cố vi và diệp tiêu chính a à, ngụy diệp cố vi và diệp tiêu chính kinh hô diệp cố vi bịt miệng còn diệp tiêu chính trợn tròn mắt cực kỳ kích động không nén được định bước lên ôm ngụy sách nhưng tựa hồ thấy không ổn nên sững lại ngụy tôn trưởng quỹ nghe diệp tiêu chính gọi thì nghĩ đến một người run lên nhật nhạt mặt mày tôn trưởng quỹ vào đi ngụy sách bảo đợi tôn trưởng quỹ toát mồ hôi lạnh cũng diệp tiêu chính diệp cố vi run lên vì kích động đi vào thì gã vuốt tay lên mặt khôi phục chân dung tôn trưởng quỹ chắc đã đoán ra khôi phục diện mạo người sách nhìn tôn trưởng quỹ đang run lên phản bối tôn trưởng quỹ khẩn trương không nói thành lời tại hạ là người sách người sách thản nhiên bảo tôn trưởng quỹ bất quá các hạ không cần khẩn trương tại hạ tuy có chút danh khí nhưng các hạ cũng biết mỗ chưa từng khó dễ nhưng tông môn không liên can xưa nay tại hạ đều trả lại gấp bội những người có ơn với mình tôn trưởng quỹ chỉ cần không tiết lộ thân phận và hành tung của mỗ cho ai thì mỗ sẽ không làm khó tôn trưởng quỹ và phường thị này tôn trưởng quỹ giúp mỗ mua thủy hệ yêu đơn tại hạ phải cảm tạ tôn trưởng quỹ vãn bối sẽ không tiết lộ thân phận tiền bối với bất kỳ ai tôn trưởng quỹ khẽ tỉnh lại nhưng rồi run lên nhưng ba nãy có tu sĩ của độc cô thế ra đến gặp tại hạ hỏi han về tiền bối tại hạ chị bảo là một một kim đơn tu sĩ không nói thêm gì nữa bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim vậy thì chúc nữa trưởng quỷ tùy tiện tạo ra thân phận một kim đơn tán tu rồi cho đầu cô thế ra biết ngụy sách nhìn tôn trưởng quỹ còn sau lưng phường thị này có tông môn nào thì mỗ không muốn biết nhiều nhưng các hạ chắc biết dù tông môn nào kể cả chân võ và huyền phong môn mỗ mà phát hiện các hạ giờ trò thì những tông môn đó cũng vô dụng Vãn bối biết phương thị này là sản nghiệp của chu gia thương hành không liên quan đến tông môn xin tiền bối yên tâm tôn trưởng quỹ toát mồ hôi được rồi không cần khẩn trương cứ coi mỗ như bằng hữu không có gì thì các hạ cứ ra ngoài ngụy sách gật đầu tôn trưởng quỹ yên tâm hẳn lau mồ hôi lạnh hành lễ rồi lui ra diệp đại ca tiểu vi muội muội không ở lại gặp ở đây tôn trưởng quỹ đi rồi ngụy sách nhìn diệp cố vi và diệp tiêu chính thập phần kích động nói ngụy huynh đệ diệp tiêu chính bước lên ôm gã mấy năm nay các vị đi đâu ngụy sách thập phần kích động không biết mở đầu từ đâu bằng hữu của gã không nhiều diệp cố vi và diệp tiêu chính trong ngòng gã cũng là thân huynh muội nhất dạng càng không tầm thường ngụy huynh đệ diệp tiêu chính nhất thời quá kích động không nói rõ được ngụy đại ca diệp cố vi cũng bước lên không biết mở lời từ đâu mấy năm nay bọn tại hạ đến tịch hàn đại lục một lúc sau diệp tiêu chính mới khôi phục bình tĩnh hoan hỉ kể cho ngụy sách bọn tại hạ cũng nghe ngóng quá tin tức tưởng các vị đã chết cách đây không lâu bọn tại hạ từ tịch hàn đại lục về nghe kể nhiều về ngụy huynh đệ ngụy huynh đệ không ngờ huynh đệ có thành tựu kinh nhân thế này nghe nói tại chập khí hải huynh đệ giết không ít tông chủ và lão bất tử chấn động cả vân linh đại lục sao đột nhiên về thiên huyền đại lục bộ đầu pháp với chân võ tông chủ kết quả bị một đạo thuật pháp của y đưa về thiên huyền đại lục ngụy sách nhìn diệp cố vi hình như đã cao hơn một chút và diệp tiêu chính cũng lão thành hơn thật khó giữ bình tĩnh nên kéo cả hai ngồi xuống sau đó mỗ nghe thấy tin độc cô thế Gia treo thưởng về độc cô vũ vân nên đến không ngờ gặp các vị sao các vị lại đến tịch hàn đại lục lúc trước bọn mỗ chạy đến thiên huyền đại lục trung bộ tưởng các vị chết trong tay đông giao thắng địa độc cô đại ca dẫn bọn mỗ đến tịch hàn đại lục vì trong tay đại có có một bí mật của độc cô thế gia tại tịch hàn đại lục diệp cố vi tuy vẫn rụt rè như mấy năm trước nhưng dù gì cũng dạn dày hơn e thẹn nhìn ngụy sách giải thích soạt người sách trực tiếp dùng thần thức chấn ngất độc cô vũ phàm và lão ẩu à đấy là hai người của độc cô thế gia bị mỗi bước đến đây, không muốn họ nghe chúng ta trò chuyện mà thôi. Thấy Diệp Tiêu Chính và Diệp Cố Vi kinh ngạc, Ngụy Sách mỉm cười giải thích. Độc cô huynh đệ có một phần cổ địa đồ gia truyền, đến đời phụ thân, y thì tìm ra manh mối ở Hoa Nguyên bên ngoài Thiên cung Tịch Hàn Đại Lục. Diệp Tiêu Chính giải thích, cổ địa đồ ghi lại chỗ có Luân Hồi Tháp của tu sĩ đó. Luân Hồi Tháp, Ngụy Sách và Lục Bảo lão đầu hơi ngẩn ra. Đúng thế, theo cổ địa đồ thì Luân Hồi Tháp này do một một đại năng thần huyền ngũ trọng điên phong để lại. Diệp Tiêu Chính không giấu gì Ngụy Sách, coi gã như thân huynh đệ. Cái gì ngụy sách và lục Bảo lão đầu thậm chí thị linh lung thiên đều cả kinh đối với luân hồi tháp ngụy sách và lục Bảo lão đầu không lạ trước đây tại ma nhãn đảo ngụy sách đảo được một luân hồi tháp đình gia hộ thần cổ phủ lấy được ở đó khi ấy ngụy sách nghe lục Bảo lão đầu nói rõ rằng luân hồi tháp là thứ kim đơn ngũ trọng đại tu sĩ xung kích thần huyền cảnh thất bại hoặc khi thọ nguyên hao tận thì bố trí sau đó thi triển luân hồi bí thuật của thượng cổ luân hồi tông để truyền sinh thì đến lấy thứ đề trong luân hồi tháp Thân huyền đại năng bố trí luân hồi tháp kiểu này tuy không hẳn không có những cực hiếm vì đại đa số thần huyền đại năng đều là tông môn tu sĩ dù bố trí luân hồi tháp cũng tại tông môn hơn nữa thần huyền đại năng đấu pháp với nhau đều kinh thiên động địa đại năng cỡ đó đấu pháp thì người không địch nổi đều thần hình đều tan nát kim đơn tu sĩ an nhiên tọa hóa không ít vì họ hành sự còn nhiều cố kỵ nhưng thần huyền đại năng thường thân vong trong khi đấu pháp hoặc khi thăm dò mật địa hoặc tu luyện công pháp đột phá cảnh giới không thành luân hồi tháp của thần huyền ngũ trọng hiếm đến mức không kém gì mộ của thượng cổ chân tiên đại đế cấm chế tất cực kỳ kinh nhân tu sĩ thông thường không thể tới gần chỉ nghĩ đến thần diệu ở thất bảo mật địa là biết thần huyền ngũ trọng đại năng có thần thông kinh nhân cỡ nào là luân hồi tháp của thần huyền ngũ trọng đại năng độc cô thế gia vì vật này có những tu sĩ nổi lòng tham mà đối phó phụ thân độc cô vũ vân cũng là gia chủ độc cô thế gia ngụy sách hơi nhíu mày lại các vị đến tịch hàn đại lục để tìm luân hồi tháp đúng độc cô huynh đệ nói vì được phụ thân chọn là người kế thừa gia chủ chuyển cả ảo bí về cổ đồ nên khiến đại ca và một số trưởng bối trong tộc thèm muốn Diệp Tiêu Chính nói, khi đó phụ thân của Độc Cô huynh đệ chưa nói hết ảo bí thì bị mấy trưởng bối liên thủ đánh lén mà chết, huynh đệ cứ nghiên cứu cổ đồ, sau đó chạy đến Thiên Huyền Đại Lục Trung Bộ mới vô tình phát hiện rồi đến Tịch Hàn Đại Lục. Nhưng cổ đồ đó đã bị cướp tại Tịch Hàn Đại Lục, nếu gặp Ngụy huynh đệ trước thì tốt, Độc Cô Thế Gia dù tìm ra Độc Cô Vũ Vân cũng không lấy được cổ đồ, Diệp Tiêu ủ ê gãi đầu, bị cướp rồi, Ngụy Sách và Linh Lung thiên ngẩn người. Cổ đồ đó là Độc Cô Thế Gia truyền thừa nhiều đời, nghe nói thương đội của một thế gia vô tình tìm được ở Hoang Nguyên từ một di hải kim đơn đại tu sĩ tọa hóa sau này thế gia đó xa suốt cổ đồ lưu lạc đến đầu cô thế gia đến đời phụ thân đầu cô vũ vân mới tìm ra là ghi lại một luân hồi tháp theo những gì kim đơn đại tu sĩ đó ghi lại luân hồi tháp này từ viễn cổ thời gian quá lâu địa mạch biến động nên nhiều cấm chế đã phá tổn theo tính toán chừng 200 năm nữa nhiều uy năng cấm chế sẽ tan biến có thể vào được kim đơn tu sĩ đó cách chúng ta đã mấy nghìn năm rồi chỉ cần luân hồi tháp đó còn là chúng ta có thể vào được diệp cố vi tiếp lời tuy còn rụt rè nhưng kể rất rõ ràng, chỉ là ghi chép trên cổ đồ nói là ở bên ngoài thiên khung tịch hàn đại lục chứ không cụ thể nơi nào, nên bọn muội đến tịch hàn đại lục rồi thì cứ tìm địa đồ man hoang hoang nguyên, vì thế khiến một thế gia tịch hàn đại lục chú ý, bản thân thế gia đó thu gom được không ít địa đồ ngoài man hoang đại lục. Họ hoài nghi bọn muội có địa đồ mật điện nào đó nhưng không biết cụ thể là nơi nào ngoài man hoang đại lục. Một kim đơn tu sĩ trực tiếp tìm bọn muội buộc phải giao cổ đồ. Thừa lúc y xem cổ đồ, bọn muội phát động địa độn phù mới thoát thân được, sau đó bị thế gia đó truy sát, lại chạy về thiên huyền đại lục tức là các vị có cổ đồ nhưng vì không hiểu được bí ảo nên không tìm ra chúng định bắt các vị để tra hỏi dù lấy được cổ đồ cũng vị tất tìm thấy luân hồi tháp ngụy sách mắt lóe lên lệ quang thế ra đó là gì là hoàng phủ thế gia tại tịch hàn đại lục đông bộ nghe nói là thế gia thần bí có không ít kim đơn đại tu sĩ diệp tiêu chính gật đầu đáp đầu cô vũ vân huynh đệ nói cổ đồ đó chỉ khi dùng băng hàn khí tức cực độ lợi hại đông cứng một ngày mới lộ ra chữ nếu không nhờ cơ duyên xảo hợp họ cũng khó phát hiện vì chất liệu địa đồ rất cũ không ai dám làm gì quá cổ độc nói sao độc cô vũ vân hiện tại ở đâu tình hình thế nào người sách hỏi diệp tiêu chính và diệp cố vi chỉ cần sau này dỗi rãi gã sẽ đến tịch hàn đại lục một chuyến hiện tại trừ một vài thần huyền đại năng tu vi kinh nhân không thế lực nào khiến gã he rè hà huống gã tu thành xong kim đơn thiên cấp đỉnh giai công pháp nhục thân được thiên long quần tinh tu thể thuật tôi luyện kim đơn to lớn kinh nhân cần nguồn lực tu luyện hơn tu sĩ bình thường không biết bao nhiêu lần tự mình đi thu gầm không thể sánh bằng cướp của tông môn đối địch và thế gia gì đó nên trước những thế lực này gã không ngại làm cường đạo y đang ẩn thân trong một tiệm nhỏ trong thành chủ tiệm là bạn cũ của y thương thế tạm thời chưa gây nguy hiểm cho tính mạng của y nhưng cần cử một thân chồng mới có thể khu trừ độc tố diệp tiêu chính nói hiện tại toàn thân y sưng vù hôi tanh ra ngoài là bị phát hiện nếu trước mắt không có gì lo lắng về tính mạng thì chúng ta đợi rồi nghênh ngang qua đó xem độc cô thế ra dùng thủ đoạn nào đối phó chúng ta ngụy sách nhìn về gian phòng đoạn cười lạnh gã từ bé là cô nhi hiện tại thần thông đang thành muốn gặp cha mẹ một lần cũng không được mà đại ca của độc cô vũ vân vì ngôi gia chủ và cổ đồ truyền thừa mà giết cha từ đó không tha được. Độn giáp chân nhân đã đồng ý rồi, tại hạ nghe ngóng được tin là kim đơn tu sĩ đó rất có khả năng là tuyết phong chân nhân. Trong phòng của độc cô thế gia, tu sĩ mặc thanh hắc sát giáp y được thất thúc gọi là lão ngũ đi vào nói nhanh. Tuyết phong chân nhân, tu vi kim đơn lưỡng trọng, bất quá chỉ là một tán tu, không có bối cảnh, thất thúc hơi trầm ngâm, độn giáp chân nhân cộng thêm ổ phong chân nhân, đủ đối phó y rồi. Ngụy huynh đệ không ngờ huynh đệ dã có kinh thế tu vi cỡ này thần huyền đại năng cũng không làm gì được trong gian của bọn ngụy sách Diệp Tư Chính và Diệp Cố Vi nói đến tu vi hiện của Ngụy Sách thì vô cùng cảm khái. Lúc họ tại linh nhạc còn là tiểu tán tu cấp thấp nhất, cả cỡ như Lý Hồng Lân cũng có thể cậy thế ép người, nhưng hiện tại Ngụy Sách đã thành nhân vật chấn nhiếp bát phương, một mình chống lại cả một siêu cấp đại tông môn. Tu vi của các vị đã cao lên nhiều, tiểu vi muội muội cũng lớn rồi, Ngụy Sách thật phần cảm khái, bước lên nhìn Diệp Cố Vi, "À." Nhưng gã tốt mồ hôi vì Diệp Cố Vi thấy tha như thế thì hơi đỏ mặt cúi đầu, như con dê đợi bị làm thịt, tựa hồ đợi gã ôm như trước kia kỳ thực ngụy sách dù gì cũng đã thành ra lập nghiệp không còn nham nhở như trước mà diệp cố vi hiện tại cực kỳ xinh đẹp gã không tiện ôm nhưng thấy thế thì gã chợt cảm thấy trong lòng phức tạp vẫn bước lên ôm diệp cố vi yên tâm đi ta là đại ca của muội sau này chỉ cần có ta thì không ai bắt nạt được các vị ôm diệp cố vi ngụy sách nghiêm túc nói từ bé gã không có thân nhân diệp cố vi và diệp tiêu được gã coi là thân nhân vô ngụy huynh đệ cơ đại trưởng quỹ và hàn đại tiểu thư diệp tiêu chính và diệp cố vi hỏi han về cơ nhã và nam cung vũ tinh nghe nói cơ nhã đã thành tựu kim đơn diệp tư chính và diệp cố vi cùng cảm khái trong lúc bàn bạc phách mại hội đưa ra từng món từng món bảo vật tiểu tử đến thứ của chúng ta rồi đột nhiên lục bào lão đầu nói trong tay ngụy sách bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim bảo vật trên danh sách đã bán hết theo lý là đến số bảo vật vô danh nhưng lúc đó một nữ tu sinh đẹp bưng bốn pháp bảo linh quang lóe sáng ra là bốn linh gia trung phẩm pháp bảo đưa cho tôn trưởng quỹ lúc trước đây là bốn món linh gia trung phẩm pháp bảo linh giai trung phẩm pháp bảo có tới bốn lẽ nào bán cùng nhau lão giả dâu dài tuyên bố phẩm giai của bốn pháp bảo phách mại hội trường sôi trào với bất kỳ phách mại hội nào pháp bảo đều là thứ được yêu thích nhất hơn nữa linh giai hạ phẩm pháp bảo cũng không có nhiều nói gì đến bốn linh giai trung phẩm pháp bảo bốn linh giai trung phẩm pháp bảo là bản phường thị bán hộ nhưng không hẳn cần dùng linh thạch giao dịch có thể dùng đồ để trao đổi chỉ cần có một trong ba thứ nguyệt tiên thảo kim ô quả ngân tinh thạch là đổi được một món nếu không muốn pháp bảo thì nhận 30 vạn hạ phẩm linh thạch hoặc không có ba thứ này, chỉ cần cung cấp tin chính xác là được nhận một nghìn hạ phẩm linh thạch. Ngư khí lão giả cũng hơi chấn động, thật sự lão cũng thấy điều kiện giao dịch này quá kinh nhân. Cái gì? 30 vạn hạ phẩm linh thạch, cả phách mại hội trường sôi trào, 30 vạn hạ phẩm linh thạch còn kinh nhân hơn một món linh gia trung phẩm pháp bảo, đối với tu sĩ kim đơn kỳ trở xuống, 30 vạn hạ phẩm linh thạch là con số cực lớn. Đối với những tu sĩ không thiếu linh thạch thì linh gia trung phẩm pháp bảo tương đối quyến rũ, nhưng đối với đại đa số đề dài tu sĩ thì số linh thạch này khó cực tuyệt hơn tạ hạ biết một nơi có một nhánh nguyệt tiên thảo hiện tại sẽ đi lấy về trong tiếng xôn xao một tu sĩ ở tầng dưới kêu to trong một tuần hương sẽ lấy về tất nhiên bản phường thị có thể cử người đi cùng các hạ lấy nguyệt tiên thảo tôn trưởng quỹ bước ra biết rõ thân phận ngụy sách xong thì y càng cực kỳ thận trọng với giao dịch này y biết rõ đắc tội hoặc kết giao được với tu sĩ nhưng ngụy sách có ý nghĩa gì được tu sĩ đó hoan thiên hỉ địa cả phách mại hội trường vang lên tiếng ghen tị lão đầu vận khí của ngươi không tệ lập tức có ngay một món khiến ngụy sách vui lây ngân tinh thạch ai ủy thác tôn trưởng quỹ cần mua thứ này đội giáp bảo y của lão phu có khảm nhưng điều kiện đó tựa hồ hơi thấp trong một bao gian ở tầng 3, một lão đạo gầy khô mặc phổ thông nguyển sắc đạo bào khí thế thập phần uy nghiêm chợt nhíu mày lẩm bẩm lão đạo gầy gò có vết bớt đen trên má trái sáng vẻ không dễ nhìn nhưng hắc hôi sắc linh khí sôi trào ngưng thành một tấm thuẫn là một kim đơn đại tu sĩ đợi một chốc nhưng không ai lên tiếng các tu sĩ đều nhìn bảo vật thở dài trừ nguyệt tiên thảo ra không ai biết hai thứ kia lão đầu còn thiếu hai thứ chỉ phách bại hội này vị tất gom đủ ngụy sách bảo lục bào lão đầu lúc trước ngươi không vội đi tìm những thứ này có vẻ chắc lắm nói là dù không mua được thì cũng biết chỗ lấy được cơ mà biết chứ chỉ là không tất yếu ta cũng không muốn lục bào lão đầu bảo ngụy sách ta biết trong phần mộ một lão tổ của một đơn đạo thế gia có vô số linh dược bồi táng trong đó có kim ô quả và nguyệt tiên thảo sau này ta đọc điển tịch thời đại các ngươi thì biết thế gia họ trương đó vẫn còn chỉ là ta không đành đào mộ tổ nhà người ta thế gia đó từng có ơn cứu mạng một chủ nhân của ta linh dược và nhục thân lão tổ đó đều phong ấn bằng một cấm chế nếu lấy thì sẽ tổn hại cấm chế đó đơn đạo thế gia họ trương lão đầu có phải dược vương thành trương gia ngụy sách hơi ngẩn ra trừ trương gia đó hiện tại còn đơn đạo thế gia họ trương hà lục bào lão đầu hầm hừ trương gia có khẩu bi rất tốt đào mộ tổ nhà người ta qua không ổn không ngờ lão đầu còn có mấy phần đạo nghĩa ngụy sách mỉm cười dược vương thành trương gia danh khí rất cao có không ít cao giai luyện đơn sư cả những đề dài tu sĩ nguy ngập về tính mạng nhưng không đủ linh thạch trả công trương gia cũng cứu trương gia tại tu đạo giới thiên huyền đại lục cực kỳ được kính trọng hết cách thì ta đành đi người chết dù gì không thể quan trọng bằng người sống cùng lắm để đời sau của y thêm lợi chẳng phải người có quá nhiều linh thạch pháp bảo sao đúng rồi ngươi nên thuận tiện sai người cha xét xem mộ tổ đó đã bị lục xét chưa chưa thì cứ để lại câu tiếp theo của lục Bảo lão đầu khiến ngụy sách trận tròng trắng không biết có kiếm được gì không lục Bảo lão đầu mặc kệ ngụy sách hai người đầu cô thế gia đã bị gã đánh ngất thân ảnh lão tử dưỡng quỷ quán hiện ra ra chỗ cửa sổ hào hứng nhìn xuống. Lão nhân dâu dài sai người thu bốn linh gia trung phẩm pháp bảo của Ngụy Sách lại, phách mại hội đã đến bước cuối cùng, đấu giá những vật phẩm không rõ. Thế là lại được sảng khoái, được Bào lão đầu thập phần hưng phấn kêu lên. Hóa ra bước sau cùng của phách mại hội lần này rất khác, đem hết mọi bảo vật vô danh ra cho mọi tu sĩ tại trường xem, nếu có tu sĩ trả giá một món thì mới đấu giá tiếp món theo, như thế mọi tu sĩ càng có thêm thời gian cân nhắc. Tổng cộng có 13 bảo vật vô danh được đưa lên, tất cả dồn hết chú ý vào. Thần Hoàng Thạch Đơn Cơ hồ chỉ nhìn qua 13 món, Lục Bảo lão đầu và Linh Lung Thiên tròn mắt kinh hô. Cái gì đây? Ngụy Sách giật giật chân mày. Linh Lung Thiên và Lục Bảo lão đầu có kiến thức hơn bất kỳ tu sĩ hiện tại nào, Lục Bảo lão đầu tuy không biết gì về cấp thượng cổ đại năng nhưng lại hành ra về những thứ lạc vật, khiến cả hai đồng thời cả kinh thì không thể tầm thường. Đúng là may mắn, không cần thứ khác, chỉ nguyên thứ này cũng không phí công đến đây. Lục Bảo lão đầu kêu to, nhìn viên đá màu hoàng sắc hộp phách kia không, có chấm như sao trời đó, ta không lầm thì là thần hoàng thạch đơn linh lung thiên hầm hừ gian thương ngươi lần này nhân phẩm bạo phát nhặt được đồ tốt thần hoàng thạch đơn là cái gì ngụy sách nhìn rõ vật lục bào lão đầu chỉ là một quả trứng đá không có linh quang lớn cỡ ba bốn nắm tay nhưng lớp vỏ là hoàng sắc hổ phách sắc có nhiều chấm lỗ chỗ tiểu tử là thiên địa trí bảo chân chính lục bào lão đầu sáng mắt nhìn quả trứng đá đây là thần hoàng đàn của thượng cổ hoàng tộc thần hoàng đàn phải chìm xuống địa để hòa mạch để nhiệt lực ấp mới nở được nếu không thành công thì sẽ hình thành thử trùng thần hoàng thạch đơn vỏ thần hoàng thạch đơn là ích hòa chi vật cả cửu thiên thần hòa cũng ngăn được bên trong là của sinh mệnh tinh hoa thần hoàng hình thành mấy giọt thần dược chứa linh khí kinh nhân sánh với tiên cấp đỉnh giai linh đơn thần hoàng đàn là linh đơn do tự nhiên hóa sinh thành ngụy sách cũng tròn mắt thượng cổ hoàng tộc lợi hại thế nào cứ xem mị ma nữ lộc hóa sinh thành thanh loan là biết thần hoàng còn là hoàng giả quả trứng hoàn chỉnh chuyển hóa thành linh đơn khẳng định cực kỳ kinh nhân gian thương vào thần hoàng thạch đơn thì từ thời thượng cổ nhiều đại năng đều tìm kiếm để chống đỡ thiên kiếp thần hòa thứ này mấy vạn năm mới có một ở đây mà ngươi mèo mù với cá rán được một viên linh lung thiên mắt lóe kim quang trong đó có ba giọt dược dịch nói đoạn nó mặc ngụy sách quay sang bàn tán với lục bào lão đầu về 12 bảo vật còn lại tiểu tử còn cả nhánh dây leo kia cứ mua đi bọn ta cũng không biết là gì lục bào lão đầu nói nhanh với ngụy sách ngụy và diệp cố vi diệp tiêu chính nhìn vào vật của lục bào lão đầu nói vật đó màu tím đen dài hai thước trông như cọng rễ thiết liệu sáng bóng trông như nửa bằng gỗ nửa bằng xương tảng đá này lấy được trong một hoang cổ đại hà có phù văn đặc biệt, chất liệu rất tốt, linh giai pháp bảo cũng không làm mẻ được. Lão đầu dâu dài bắt đầu giới thiệu về những bảo vật vô danh. 5000 hạ phẩm linh thạch, 7000 hạ phẩm linh thạch, một vạn hạ phẩm linh thạch. Lão đầu vừa giới thiệu xong món đầu đã có không ít tu sĩ trả giá, khối đá màu vàng xanh này cao cỡ thân người, tròn xoe như trứng ngỗng, bề mặt có không ít hình sông núi, linh giai pháp bảo không cắt vỡ được, tạo cảm giác rất đặc biệt, giá gốc 3500 hạ phẩm linh thạch. Chỉ là một khối sơn hà thạch, mấy người này đúng là oan uổng lục bào lão đầu lắc đầu tỏ vẻ sung sướng sơn hà thạch là cái gì ngụy sách mục quang lóe lên hỏi là đá ở hoang cổ đại xuyên chỉ có điều rất cứng vì là giá trong địa mạch bị dồn nén mà hình thành trừ đường vân kỳ lại ra thì không thể đem luyện khí cả đem ra làm phổ thông pháp luận cũng không thể lục bào lão đầu càng hớn hở vì có người trả giá đến hai vạn hạ phẩm linh thạch hai vạn một nghìn hạ phẩm linh thạch tiểu tử định làm gì không coi linh thạch là linh thạch hả lục bào lão đầu ngoái lại kêu lên không dám tin vì ngụy sách lên tiếng trả hai vạn một nghìn hạ phẩm linh thạch cương nha muội xem trong khối sơn hà thạch có gì không ngụy sách bảo linh lung thiên đoạn bảo lục bảo lão đầu trong khối sơn hà thạch tựa hồ có thủy linh nguyên khí không phải đá thường gần đáy có thứ gì đó linh lung thiên quét kim quang vào tỏ vẻ kinh ngạc lớn cỡ nắm tay nhưng không biết là gì lẽ nào có đồ tốt lục bảo lão đầu há hốc miệng hai vạn ba nghìn hạ phẩm linh thạch một giọng nói từ bao xương tầng hai vang lên hai vạn năm nghìn hạ phẩm linh thạch ngụy sách trực tiếp tăng giá từ khi tu thành tiên linh căn cảm chi đối với các loại nguyên khí cực kỳ mẫn duệ đổi lại phổ thông tu sĩ tất không nhận ra trong sơn hà thạch chỉ có khí tức gì nhưng gã nhận ra một tia thủy linh nguyên khí cực kỳ tinh thuần nhưng mong manh từ trong toát ra xem ra thứ trong sơn hà thạch thập phần bất phàm lục bào lão đầu đã bảo sơn hà thạch là thứ hình thành từ rất lâu ba vạn hạ phẩm linh thạch có người trả thêm năm nghìn linh thạch giọng nói này là của thanh niên mặc tử kim sắc pháp y cùng ngụy sách cạnh tranh tinh hạch vẫn thiết y còn trẻ nhưng tu vi kim đơn nhất trọng chắc có bối cảnh đại tông môn nhưng lúc trước bị ngụy sách dùng linh thạch ép bẹp dí ba vạn một nghìn hạ phẩm linh thạch ngụy sách bình tĩnh như thường Ba vạn năm nghìn hạ phẩm linh thạch. Thanh niên bạc tử kim sắc pháp y cách bọn ngụy sách ba gian phòng lại tăng giá. Ngựa khí thực phần băng lãnh. Y cố ý đua với ta. Ngụy sách mỉm cười. Thanh niên bất quá tu vi kim đơn nhất trọng, khẳng định không thể cảm chi được điểm dị thường của sơn hà thạch. Một khối đá mà giá ba vạn hạ phẩm linh thạch trở lên đã thực phần kinh nhân. Hiện tại ngụy sách không lên tiếng thì không còn tu sĩ nào trả giá nữa. Sáu vạn hạ phẩm linh thạch. Ngụy sách trực tiếp ra giá. Gã biết thanh niên mặc tử kim sắc pháp y không mang nhiều linh thạch, mười vạn hạ phẩm linh thạch là cực hạn trả giá quá năm vạn hạ phẩm linh thạch thì sắc mặt đối phương thập phần khó coi không còn thoải mái nữa bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim hả ngụy sách ra giá tu sĩ tại trường xôn sao nếu không phải kiểu trả giá này cuối cùng đồ đấu giá đều rơi vào tay người sách thì họ đã cho rằng đã được phường thị nhường và lẽ nào vô tính phát hiện một linh thạch khoáng mạch linh thạch thừa thãi rồi nhiều tu sĩ thậm chí nghĩ thế y cứ cười lạnh mãi với ngươi gian thương xem ra sau so phép mại hội y sẽ đối phó ngươi linh lung thiên nhìn người sách bĩu môi Ngụy Sách ra giá 6 vạn hạ phẩm linh thạch, thanh niên mặc tử kim sắc pháp y không cạnh tranh, Ngụy Sách thuận lợi mua được khối sơn hà thạch. Vậy hả, ta không lãng phí linh thạch của y nữa. Ngụy Sách cười hắc hắc, chờ đợi khối sơn hà thạch được đưa đến, vốn gã định đùa giỡn, cố ý để đối phương mua vài thứ vô dụng nhưng nghe Linh Lung Thiên nói thì thì gã đổi ý, sau phách mại hội mà y đối phó tha gã thì linh thạch của y cũng là của gã, không cần lãng phí. Đây là một thứ không phải vàng hay ngọc, dưới ánh trăng có quang hoa kỳ dị phát ra. Đây là một viên thạch đàn lạ lùng, có công hiệu ích hỏa, hoàng nguyên không thể nung được. Lão đầu dâu dài giới thiệu từng món bảo vật, có món được trả giá có món không, sau hai món được lục bào lão đầu và linh lung thiên xác định là vô dụng thì giới thiệu đến thần hoàng thạch đơn cực kỳ hiếm có, chứa linh dược kinh nhân. Viên thạch đơn ngoại hình rất đặc biệt, thêm công hiệu ích hỏa nên không ít người trả giá. Tôn trưởng quỹ tự thân cùng người khác đưa sơn hà thạch lên, ngụy sách không vội ra giá, khi tôn trưởng quỹ đi rồi, gã phát ám kim sắc kiếm khí ra cắt sơn hà thạch mà linh giai pháp bảo không làm gì được nhưng dưới ám kim kiếm khí thì bị gọt như gỗ mục theo linh lung thiên chỉ dẫn người sách cắt nửa trên đi sau mười mấy đạo kiếm khí thì thủy linh khí tức khiến diệp cố vi và diệp tiêu chính cũng nhận ra từ sơn hà thạch bắn ra cái gì đây ngụy sách kinh ngạc hai tay ánh lên ngân quang gạt từng mảnh sơn hà thạch ra thứ được bao trong đó là một đoạn ngó sen màu trắng hơi ngả vàng linh khí bức nhân đã hóa thành đá chạm vào thì thấy hoàn toàn thạch hóa chắc là phần còn lại của loại cây vô danh nào đó như hắc thủy liên linh lung thiên và lục bào lão đầu quan sát kỹ nhận ra là hóa thạch của một loại thực vật không biết tên vô tận man hoang có quá nhiều thứ với kiến thức của mấy người không thể biết hết ít nhất tương đương với một viên bắt cấp cao giai thủy hệ yêu đơn điều duy nhất ngụy sách khả dĩ khẳng định là lần này không thiệt vì vật này linh khí thập phần tinh thuần rất hợp cho tu luyện không như hắc thủy liên tuy hàm chứa thủy linh nguyên khí kinh nhân nhưng chứa cả âm hệ nguyên khí tạp loạn không có lợi cho tu sĩ muốn dùng hắc thủy liên vào tu luyện thì tốn không ít thủy linh nguyên khí thuần tịnh để gột rửa chỉ còn lại chừng ba phần gần đây hắc thủy liên đối với người sách thành ra vô dụng đem luyện hóa để tu luyện thì không xong mà muốn tiếp tục nuôi dưỡng thì cũng nhiều tăng cường uy năng phòng ngự cho bất diệt tịnh bình không tìm được bao nhiêu thứ thích hợp mới hai vạn hạ phẩm linh thạch tu đạo giới hiện tại không còn ai biết nhìn đồ nữa linh lung thiên lắc đầu vì có người đang tranh đoạt thần hoàng thạch đơn đến giờ mới hai vạn hạ phẩm linh thạch giá trị thật của vật này mà bị người ta biết thì mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch cũng không mua được ba vạn hạ phẩm linh thạch ngụy sách tăng thêm một vạn hạ phẩm linh thạch tên điên đó lại trả giá lung tung bỏ linh thạch mua đá ngụy sách trả giá loạn xạ lúc trước đã mang lại hiệu quả ai cũng nhớ giọng gã biết gã trả giá rồi là như điên cuồng không ai tranh được còn thanh niên mặc tử kim sắc pháp y tựa hồ quyết định sau phách mại hội sẽ đối phó gã nên không cạnh tranh ngụy sách với ba vạn hạ phẩm linh thạch mua được thần hoàng thạch đơn thứ là vô giá đối với cao giai tu sĩ thần hoàng thạch đơn một viên thần hoàng thạch đơn mà ngươi chỉ mất có ba vạn hạ phẩm linh thạch là mua được lục bảo lão đầu kêu oa, oa thần hoàng thạch đơn cỡ mấy nắm tay được tôn trưởng quỹ đái đưa đến phòng của ngụy sách thần hoàng thạch đơn không có linh khí nhưng phát ra hoang cổ khí tức thần thức không vào được thượng cổ thần hoàng đàn chuyển hóa thành linh dược ngụy sách cầm lên xem kỹ lớp vỏ đá trông bình thường nhưng có vô số chấm như sao trời như vô số tinh không chập lại huyền ảo khôn cùng đỉnh thạch đàn có dấu cắt nhẹ chắc tu sĩ vô tình có vật này cắt ra xem thử thấy bên trong cũng thế thì không cắt ra mà đem bán ngụy sách phát thái cổ hung hỏa kết quả chạm vào thạch đàn thì tan đi không thiêu cháy được thần hoàng thạch đơn có yêu công dụng ích hỏa kinh nhân thế hả nếu cắt ra thật mỏng chế thành pháp y được không ngụy sách hỏi linh lung thiên đương nhiên được bất quá thượng cổ đại năng tìm vật này đều để dùng khi độ thiên kiếp chống lại thiên kiếp thần hỏa tất nhiên càng dày càng tốt linh lung thiên nhìn ngụy sách thượng cổ đại năng có vậy này thường đục lỗ lấy thần dược rồi dùng cả viên thạch đơn ngăn chặn thiên kiếp thần hỏa chẳng phải chỉ che được đầu thôi sao ngụy sách lấy làm lạ thần hoàng thạch đơn chỉ đủ che như thế đúng là không có kiến thức linh lung thiên ngận kinh miệt nhìn ngụy sách đại năng độ thiên kiếp có ai không phải kinh tài tuyệt diễm thần thông kinh thế đối với nhân vật cỡ đó chỉ cần giữ được đầu qua được thiên kiếp là có thành tựu kinh thiên ngụy sách ngần người nghĩ cũng đúng không tính người mà chính gã thân thể bị đánh nát thì thần căn nguyên thủy thần một có thể giúp gã nhanh chóng tụ lại nhục thần nhánh dây leo kia không biết có huyền diệu gì gã thu lại thần hoàng thạch đơn đoạn một quang nhìn lên nhánh dây leo mà linh lung thiên và lục bào lão đầu cũng không biết vật này tím đen ban nãy lão nhân dâu dài đã giới thiệu thần thức không thể xuyên thấu không có linh khí nhưng ở trong bóng tối lại hơi sáng lên màu tím ô tử sắc khô đằng năm nghìn hạ phẩm linh thạch vật này ban nãy không ai trả giá ngụy sách đã lấy được thần hoàng thạch đơn nên không thích lãng phí thời gian trả giá luôn đại khái vì cho rằng nhánh dây leo không có gì đặc biệt đặc lại cho rằng ngụy sách cứ trả giá là điên cuồng nên không ai cạnh tranh đã chỉ trả có một lần là mua được vật này cũng hơi kỳ quái khi nhánh dây leo được đưa vào ngụy sách và linh lung thiên lục bào lão đầu cũng không nhận ra là gì vật này trông như bằng xương nhưng lại là chất gỗ còn năng gấp mấy tinh kim gõ lên không phát ra thanh âm thần thức không thể tiến vào tạo cảm giác đã rất cổ xưa nhưng không có khí tức nào chốc sau ngụy sách phát ám hoàng kiếm khí cắt đứt một đoạn bên trong cũng như bên ngoài nên gã bó tay không đoán ra vật gì nên đành thu lại đi thôi chúng ta xem được cô thế ra có thủ đoạn gì ngụy sách vung tay được cô vũ phàm và lão ẩu tỉnh lại giúp kẻ giết cha ruột đối phó huynh đệ thì không phải người tốt lành gì nể tình các ngươi chịu phối hợp ta gặp được người quen cũ nên tha mạng cho các ngươi để cả hai tỉnh lại ngụy sách điểm ra mấy đạo quang hoa vào đầu cô vũ phàm và lão ẩu được cô vũ phàm và lão ẩu dùng mình thần hải vang lên tiếng vỡ cùng kêu lên thê thảm ngụy sách tùy tiện phất tay nên tiếng kêu chặn lại trong họng không thể phát ra cả hai bị ngụy sách phế tu vi ngoan ngoãn theo ta ta cho đi mới được đi ngụy không hề lưu tình nói đoạn cùng linh lung thiên diệp ra huynh muội đi ra đâu cô vũ phàm và lão ẩu nhợt nhạt mặt mày nhưng không dám nói gì run rẩy đi theo tôn trưởng quỹ biết rõ thân phận ngụy sách thì không hề nhiều lời cung kính đưa bọn gã rời phường thị đồng thời ngầm truyền âm cho ngụy sách biết đã sai hai đệ tử cố ý truyền tin ngụy sách rất có thể là một kim lương lưỡng trọng tán tu danh hiệu tuyết phong châm nhân ngụy sách bảo diệp cố vi và diệp tiêu chính đưa gã đến gian tiệm độc cô vũ vân ẩn thân đồng thời trải thần thức ra có ba tu sĩ đang bám theo đại ca và thất thúc của độc cô vũ vân không có trong đó độc cô thế ra khá cẩn thận tiểu tử đó quá huynh hoang ngụy sách nhếch môi cười lạnh phát hiện thanh niên mặc tử kim sắc pháp y ra vẻ đi dạo bám theo phía sau Hầm thịnh ký theo diệp cố vi và diệp tiêu chính chỉ dẫn người sách đến căn tiệm đầu cô vũ vân ẩn thân chuyện đó trong tiệm chỉ có một lão già lưng gù một mặc hoàng sắc bỉ bảo đầu tóc bạc phơ tiệm này chủ yếu kinh doanh đê dai phù lục không có bao nhiêu sinh ý thấy ngần ấy người đi vào thì lão già ngần ra tỏ vẻ khẩn trương trưởng quỹ không cần lo là bằng hữu của mỗ diệp cố vi nói với lão nhân lưng gù chuyện đó lão già do dự rõ ràng còn e rè yên tâm đi mỗ là của bằng hữu độc cô vũ vân không sao đâu ngụy sách bước lên mỉm cười bảo lão già lưng gù thấy tu sĩ trẻ tuổi mặc tử kim sắc pháp y ở sau lưng kia không kẻ giả bộ đi quanh mấy gian hàng kia hả lão nhân ngần ra kinh ngạc nhìn ngụy sách tử kim sắc pháp y của thanh niên có linh quang lóe sáng có phần bắt mắt tuy cách xa nhưng ông ta vẫn nhìn thấy chỉ không hiểu gã định nói gì y ngầm bám theo định giờ trò để y thổ huyết chút thôi ngụy sách mỉm cười nói với lão nhân hù cái gì bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim lão nhân ngẩn ra nhìn sang chỗ thanh niên mặc tử kim sắc pháp y lão nhân há hốc miệng vì người sách chưa dứt lời ông ta quay lại nhìn thì thanh niên mặc tử kim sắc pháp y dùng mình đột nhiên học máu kim đơn đại tu sĩ lão nhân lương gù nín thở cứng người vì thanh niên mặc tử kim sắc pháp y thổ máu thì lam sắc linh khí bừng lên ngưng thành hình như ý linh khí ngưng hình thanh niên rõ ràng là một kim đơn đại tu sĩ a à, quanh thanh niên mặc tử kim sắc pháp y đã hỗn loạn nhiều tu sĩ kinh hô nhận ra thanh niên khí vụ bất phàm này là kim đơn đại tu sĩ che giấu tu vi nhưng không ai biết vì sao y lại học máu gian thương ngươi không sợ bạo lộ thân phận linh lung thiên khẽ hầm hừ biết ngụy sách dùng đại thừa pháp âm đà thương thanh niên không sao vị trí chúng ta đứng vượt ngoài phạm vi thần thức của chúng bao trùm ngụy sách hẳn nhiên nhún vai không biết y chấp nhận giáo huấn chịu rút lui hay lại tiếp tục làm phiền ta ngụy huynh đệ quả thần thông khó tưởng tượng nổi diệp cố vi và diệp tiêu chính nhìn nhau độc cô vũ phàm và lão ẩu xám ngoét mặt mày ngụy sách thần thông cỡ này cả hai thậm chí không dám báo thủ. đến năm nghìn trượng xa thế mà vô thanh vô tức đả thương một kim đơn đại tu sĩ đây là thần thông gì y là ai lão nhân lưng gì nhìn ngụy sách không nói thành lời lão trưởng quỹ yên tâm có mỗ thì không ai chạm được tới độc cô vũ vân ngụy sách vỗ vai lão nhân mỉm cười nói tiền bối theo tại hạ lão nhân ngần người đôi mắt mở đục hiện rõ nét kinh hỉ cực độ dẫn gã vào một gian kho gạt mớ phổ thông dược vật ra thì mùi cay sọc vào mũi lối xuống hầm hiện rõ trước mắt lão nhân mở nắp ngụy sách theo gót đi vào trong căn hầm tối om mùi tanh lợm giọng có một chiếc giường đá độc cô vũ vân xếp bằng trên giường nhiều chỗ ra đã giã nát độc cô vũ vân chắc nhận ra ngụy sách mỗ yên tâm đi cứ để mỗ xử lý thấy người lạ theo lão nhân lưng gù đi vào độc cô vũ vân biến sắc nhưng ngụy sách chuyển vào tai y là các hạ độc cô vũ vân run người kêu lên không dám tin phu ngụy sách gật đầu vung tay nghiền nát cửu nhãn thiên châu tống vào thể nội độc cô vũ vân độc cô huynh đệ không sao rồi diệp tư chính và diệp cố vi xuất hiện sau lưng ngụy sách diệp tư chính lên tiếng độc cô vũ vân hít sâu mấy hơi gật đầu không nói gì đang cố bình phục tâm thần, da y xuất hiện một lớp nước đặc, màu da trở lại bình thường. Việc gì hả? Một tu sĩ mặc khắc sắc tinh kim giáp y che kín mặt từ không trung đáp xuống, đúng chỗ thanh niên mặc tử kim sắc pháp y thổ huyết. Sư huynh, là lăng hư tông lang tịch chiếu thổ huyết, để không dám tới tra xét, hai tu sĩ trẻ tuổi mặc thanh sắc bị giáp bước lên hành lễ, đồng thời hạ giọng bồng báo. Lăng hư tông thiên tài tu sĩ, đã kết đơn thành công, sao lại đột nhiên thổ huyết? Tu sĩ mặc khắc sắc tinh kim giáp y run lên, thập phần ngưng trọng hỏi, y ở đâu? Không biết, bọn đệ đã hỏi những người chứng kiến chỉ biết y đột nhiên thổ huyết có thể trước đó thụ thương hai tu sĩ mặc thanh sắc vì giáp đáp y đi theo lối thành đông ai có thể đả thương y đến mức đó tu sĩ mặc khắc sắc tinh kim giáp y trầm ngâm đoạn lướt đi nhắm hướng sơn môn tiên giáp môn hiển nhiên y và hai tu sĩ mặc thanh sắc vì giáp đều là đệ tử tuần thành của tiên giáp tông giáp y tiên giáp tông luyện chế theo một kiểu thường thì đệ tử cùng mặc một kiểu khác nhau là đệ tử càng cao cấp thì giáp y cũng thế phần lớn linh thạch của tiên giáp tông đến từ bán nguyên liệu luyện chế và giáp y thành phẩm kim đơn đại tu sĩ thổ huyết là lăng tịch chiếu y bị thương nặng thế hả ai dám đả thương thiên tài đệ tử của lăng hư tông trong một ngôi nhà tại tiên giáp thành tụ tập hơn 10 tu sĩ đại ca độc cô vũ vân thất thúc cũng có mặt đều là những nhân vật quan trọng của độc cô thế gia tệ nhất cũng tu vi phân niệm cảnh tam trọng những kẻ đó từ hâm thịnh ký đi ra trừ trưởng quỹ còn một trung niên tu sĩ mặt vàng chắc định xuất thành đột nhiên một hồng kiểm lãm nhân đẩy cửa nói nhanh hay lắm xem đối phương rất nghênh ngang thế nào từ mời được tuyết phong chân nhân là không coi chúng ta ra gì hả e là lần này các người tính sai rồi thất thúc cười lạnh cùng mọi người trong phòng đứng dậy lão ngũ để độn giáp chân nhân vỗ phong chân nhân động thủ lần này không thể để y đào thoát ngụy sách và linh lung thiên đi trước bọn diệp cố vi đi theo ánh nắng chưa ấm áp so với vân linh đại lục đang sóng gió và thiên huyền đại lục bắc bộ đã thành man hoang hoang nguyên thì nơi này quá yên tĩnh ngụy sách thong thả đi theo đường lớn trong tiên giáp ra ngoại thành mang theo cả lão nhân lưng còng lão nhân họ chung trong tình hình này vẫn giúp độc cô vũ vân thì là người có tình có nghĩa nên gã không chỉ mang theo mà còn định đưa lão và bọn diệp cố vi về vân linh đại lục ngụy sách cảm giác được không chỉ ba người bám theo thậm chí gã không dùng thần thức cũng biết có bao nhiêu người bám theo nhưng chỉ cần không có thần huyền đại năng trừ phi có hơn trăm kim đơn đại tu sĩ tụ lại ngoài ra đều vô ý nghĩa với gã ai cũng tưởng đang săn dê béo nhưng không ngờ đang chạm vào thiên long ngụy sách không đến chỗ truyền tống pháp trận mà đi theo cửa chính nam tiên ra ngoài hoang nguyên đối phương sẽ động thủ tại thành ngoại hoang nguyên gã tạo luôn cơ hội chính nam đại môn tiên giáp thành có một con đường đá vươn ra ngoài thành mười mấy dặm, từng tảng đá bị dấu chân tu sĩ rỡm sáng bóng, những khe đá lát mọc đầy cỏ dại, không ít hoa cúc trắng và vàng cực kỳ đẹp đẽ. Con đường dẫn ra hoang nguyên, cảnh trí rất đặc biệt, người sách thầm cảm thán, không ít kẻ mang sát ý đang tới, sau này khó thấy được cảnh thế này nữa. Độc cô vũ vân, còn định chạy hả? Mới đi được mấy dặm, tiếng quát vang lên, nhiều tu sĩ lao tới. Độc cô vũ vân, là độc cô thế gia truy sát độc cô vũ vân, lẽ nào độc cô vũ vân ở trong đám người trước mặt? Đầu cô thế gia có nhiều tu sĩ phân niệm cảnh trở lên như thế, quả nhiên là tu đạo thế gia tích lũy thập phần thâm hậu. Quanh con đường, nhiều tu sĩ thường qua lại tiên giáp thành và trong một tiểu hình tự do tập thị đều kinh động. Đầu cô thế gia khí thế thập phần kinh nhân, ít nhất có hơn 40 tu sĩ, khí diệm ngút trời, các đề giai tán tu đều nhận thấy mỗi một tu sĩ đầu cô thế gia đều tu vi kinh nhân. Còn mời được hai kim đơn đại tu sĩ. Ngụy sách chỉ liếc, không cần linh lung thiên đề tình cũng nhận ra có hai tu sĩ là kim đơn tu sĩ giả trang, một người tu vi kim đơn nhất trọng hậu kỳ, một kim đơn lưỡng trọng trung kỳ không muốn để lộ thân phận chân chính ngụy sách gật đầu với linh lung thiên thân ảnh loáng lên dẫn bọn diệp cố vi lướt về phía hoang nguyên lướt suốt hơn hai nghìn dặm chung quanh cơ hồ không còn ai thì gã mói giả bộ bị đuổi đến mức bực mình dừng lại nếu mộ không nhầm các hạ là tuyết phong tiền bối thấy bọn ngụy sách dừng lại thất thúc lên tiếng tiền bối không nên nhúng tay vào việc này đối địch với độc cô thế gia nếu mộ định nhúng tay thì sao ngụy sách mỉm cười chắc ngươi là của thất đệ gia chủ đời trước vì lòng tham mà giết thân huynh tội không thể tha mộ kính ngưỡng tiền mối có được tu vi này không dễ nên mới nói thế nếu tiền mối chấp mê bất ngộ thì đừng mong sống sót thất thúc cười lạnh bốn mươi tu sĩ vây chặt bọn ngụy sách hai kim đơn tu sĩ không che giấu tu vi lăng không đứng cạnh thất thúc các ngươi không phải người được cô thế ra là ai ngụy sách liếc hai kim đơn tu sĩ kim đơn nhất trọng hậu kỳ là một lão đạo gầy khô má có bớt đen hắc hồi sắc linh khí sôi trào ngưng thành hình tấm thuẫn vuông tu sĩ kim đơn lưỡng trọng trung kỳ có linh khí hình thành một luồng gió ô quang trầm trầm tạo cho người ta cảm giác cực kỳ ông trầm tuyết phong chân nhân xem các hạ hiếm khi ra ngoài đến tiên giáp thành mà không biết mỗ lão đạo gầy khô đưa tay bình tĩnh như thường nói tại hạ độn giáp chân nhân là tiên giáp tông tông chủ vị đạo hữu này là phong chân nhân không biết đạo hữu có nghe qua không muốn chết thì đi mau ngụy sách hơi ngẩng nhìn thinh không đắc đầu y lại muốn chết được cảnh cáo rồi mà vẫn dám tới ngoài xa có giải cầu vồng màu lam lao tới là thanh niên mặc tử kim sắc pháp y thanh niên này bị ngụy sách dùng đại thừa pháp âm đà thương theo lý thì không hiểu vì sao mình bị thương thì phải hoàng sợ không dám nhiều chuyện nhưng còn dám tới coi như nuốt sống bọn ngụy sách thì thật tự tìm cái chết lăng tịch chiếu sao y lại tới có vẻ lăng tịch chiếu nhắm vào y đối diện ba kim đơn đại tu sĩ và ngân ấy người mà dám lớn lối nhiều người đầu cô thế ra tròn mắt cho là ngụy sách bị thần kinh tạo hữu quá cùng vọng đứng trong ô quang trầm trầm giọng ô phong chân nhân sung mãn sát khí y là đầu cô vũ vân gia chủ chân chính của đầu cô thế gia ngụy sách ngó lơ ô phong chân nhân vỗ vỗ vai đầu cô vũ vân giả trang thành tu sĩ mặt vàng nhìn người đầu cô thế ra năm xưa thế nào tất các người đều rõ ai bỏ tối đầu sáng đứng về phía độc cô vũ vân thì ta chừa cho một cơ hội ha 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 lão giả được thất thúc gọi là lão ngũ cười vang ô phong chân nhân cười to hiện rõ sát ý ngươi dám nói thế hả chỉ là tu sĩ kim đơn lưỡng trọng trước mặt người này người mà dám lớn lối tưởng mình là bà khí chân nhân ngụy sách hả đúng rồi ta là ngụy sách tiếp thật đã cho cơ hội nhưng các ngươi lại thế này ngụy sách mỉm cười tiếc rẻ ha ha ngươi là ngụy sách ha ha ngươi là ngụy sách thì ta là ô phong chân nhân như nghe thấy chuyện cười ghê gớm nên bật cười văng trừ là tử thi ngươi không là gì cả ngụy sách nghiêm túc nói với phong ô phong chân nhân phu ô phong chân nhân tắt cười học máu ô phong tan biến rơi phịch xuống a à, cùng lúc ngụy sách vung tay một đạo ám kim sắc kiếm quang xuyên qua tâm mạch lão ngũ lão ngũ không kịp phản ứng a à, ai nấy sững sờ kinh hãi đến độ lỗ chân lông toàn thân toát hơi lạnh ô phong chân nhân đã không còn sinh khí ngụy sách tựa hồ chỉ lức là y đoạn tuyệt sinh cơ kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người